gắng cái nó lại rồi. Tối hè cô coi những tối chị nhìn trên màn hình có khi thật mà thấy chưa, cho em thấy chưa, thấy thông báo phát trực tiếp đó à? Mà chưa thấy được ai vô á, nó bị vấn đề nữa rồi. Chị có này nè, ở trên máy chính thì qua đây thì nhìn nè, nó không có một cái chi trơn ấy, nó không hiện người ấy không. Ha. Vui lắm. Phút qua phút lại thế này. Không thấy một cái gì luôn đúng không? Mình nhìn vô máy thì mình sẽ thấy. Mà anh em chưa thấy. Nhìn qua mấy chủ chưa thấy ai vô like luôn. Hello cả nhà nha. Chị nào thấy Nguyên rồi tương tác lên luôn dùng Nguyên cho trẻ mình nhá. Dồn hết cái lá này lại cho chị nữa, hôm qua chị lấy, chị lấy hết á. Cái lá ba nút này nè. Hello cả nhà nha. Chưa thấy ai cả. Rồi chị nào thấy Nguyên rồi tương tác với chị em mình ở nhìn trên máy này, không thấy chị nào hết. Không biết là ai đang xem live hết. Không hiện bao nhiêu mắt xem hết. Thấy không? Em thấy không ấy? Xả luôn cái này đúng không? Xả luôn cái này đúng không? Chị này chị đã đi giao lần mua chứ chị? Khách mới à? Hoàng Diệu mà, 556 Hoàng Diệu khách mới à. Nguyên lên nha. Cái này Nguyên còn sót mấy bộ nè, bỏ ra bán tặng á. Chị nào thấy Nguyên vào tương tác với chị em mà nói. Mạng biết bữa nay có vấn đề nữa rồi. Tắt hết cho chị luôn. Rồi em lên luôn nha. Kiểm tra thử là đã chia sẻ. Ừ cái này còn sót một cặp bộ lanh bé, bộ lanh trái cây. Cái này bỏ ra bán tặng thôi. Kiểm tra thử là mình đã chia sẻ với dễ mình nha. Lên nè, nhanh tay nè. Hello hello hello. Đây nè thấy nè, hello chị Hợp Khanh, hello chị Nguyễn Nguyên nè. Hello chị Trang Nghi, hello chị Vy Phương nha. Thôi chị Từ Anh. Rồi chị nào thấy Nguyên rồi tương tác nha. Hello Nguyệt Hoàng. Hello Nguyệt Trần. Trần ghé lấy đơn rồi. Hello Hà Nguyên luôn. Hello hello hello. Coi giùm cái này tới size mấy thì vô. Size 5 thôi à. Còn này còn size lẻ tẻ tới size 5 thôi. Hello chị Minh Phương Lương. Hello chị Khánh Ly nhé. Thôi chị cảm thương sàn gỗ nha. Rồi thấy rồi đấy. Thấy được từng nến người rồi đó. Thấy được 60 mấy người rồi đó. Trời ơi, chia sẻ lên luôn giường Nguyên. Cái này bộ lanh. Hello chị Ngọc Lanh nha. Size này, size 15 đổ về. Cái này có hai cả hai. Nói chung là còn sót được từng này. Size 10 đến 15 kg. Cái này 15 kg. Rồi bộ lanh nha. Bộ lanh cái cây.
bộ lanh trái cây từ 10 đến 15 kg và cái này em bán tặng á. Hai có cả dưa hấu, có cả là chuối nha. Cái này không chọn này. Không chọn nhá. Nên luôn dùng cái con này tặng 19k đi chị em mình. Tặng bộ này 19k đi nha. Lanh đẹp ấy. Nên mã trái cây kèm luôn dùng số ký. Từ dưới 15 cái độ về là cho ok. Cái này em còn sót hàng ấy. Hàng này hàng bị sót lại thôi nè. 19k cái bộ này luôn. Bộ lanh nhá. Có cả dưa hấu, có cả chuối. Nhá, có cả chuối. Nguyệt Trần 15kg. Ưu tiên cho khách chia sẻ thôi nha, đây 15kg này. Hai mẫu luôn cho chị Văn Cao này. Hai mẫu chị Văn Cao này. Không chọn hè chị em ơi, này bóc đại nhá, có sai này bóc đại sai đó nha. Ôi chị Thúy Hiệp chưa chia sẻ. 19k thôi. Nó nói những cái gì tặng đầu line nó rất là rẻ. Chị Đặng Lina không có số ký à chị ơi. Chị Cúc xay 12kg nè. Cúc Nguyễn xay 12kg nè. Cúc Nguyễn xay 12kg nè. Chị Ngọc Lành 15kg à. Từ từ để em coi 15kg nè. Còn sót được có mấy ri à. Đây chị Nguyễn Thị Ngọc Lành đây nè. Đây bộ nè. Nguyễn Thị Ngọc Lành đây bộ và đây. Được một bộ, tặng một bộ đã. Tặng một bộ đây nha. Đây bộ nữa. Đây bộ nữa chị Nguyễn Thị Ngọc Lành là hai bộ nè. Chị Cúc Nguyễn có rồi nè. 9kg. Ở đây phân bỏ luôn cái này xuống phân đi đã rồi, bóc cho nó nhanh nè. Ơi. Em bỏ xuống chốt chưa? Ngọc Lành hai bộ á. Bỏ cái này chút, cái này từ từ chồng chứ. Nó đang tầm lum màu quá. Em tưởng bóc cho nó nhanh mà từ từ bỏ đây bóc phân cái này luôn dùng nguyên đôi. Chờ em xíu cái này nhá. Chờ em xíu cái này. Phân luôn nguyên đang khách đang lên đơn cái mã này. Phân luôn cái mã trái cây luôn dùng nguyên. Chờ em xíu nhé. 18kg không có đâu chị ơi. Không có 18kg đâu. 15 đổ về thôi. Xây 1 là từ dưới 10kg đổ về á. Dưới 10kg. Còn Nguyên Đạt thì có cái nào thì chốt này. Nguyên Đạt có cái nào chốt rồi bị đứng rồi. 13kg. Chị Thúy Hiệp không chia sẻ gì ơi. Giờ không thấy được comment nữa rồi. Rồi bút bên này. Thì Cúc Nguyễn 2 bộ có rồi đúng không? 9kg 2 bộ cho chị Cẩm Hương Soka 2 bộ số 1 ấy. Thêm một bộ nữa. Thì Cúc Nguyễn thêm một bộ nữa. Ok này, phải nhìn trên máy chủ nó mới thấy. Hoặc thì mua thôi. 15 còn Huyền, lấy số 5 còn Huyền. Số 5 còn này. Cái chị Nguyệt Trần. Số 5 là Nguyệt Trần này. Còn số 5 nữa không? À 19 cái không có nha. 15 còn nữa không? Cẩm Hương sàn gỗ, đập lộn. Cẩm Hương sàn gỗ, mấy bữa là chỉ là Cẩm Hương Soka. Hết số 5 à? Hết số 5 rồi. Rồi còn 14 cái đổ về thôi. Bị ẩn comment quá. Còn 14 cái đổ về thôi. Nha, còn 14 cái đổ về thôi. 15 ký hết rồi. 13. 13 Huyền. 13 còn. 13 chị Hà Phạm. 13 chị 3 đúng không? Ừ. 2 bộ nhá. 2 bộ. 1 bộ cái đã. Tạm đừng bộ đấy nha. Cái này là hàng. Đây, cái 3 đây nhận hàng này, 2 bộ đã. Hàng còn lẻ á. 15 ký hết rồi. Còn 2 bộ số 3 đó này kìa. Còn 14 ký đổ về còn số 4 đúng không? Còn 14 ký đổ về thôi. Chị Hợp Thanh mấy ký chị bị ẩn comment quá luôn nè. Em nói là em vút đớ tay luôn nè. Còn 14 ký đổ về á. Còn 14 ký đổ về đi vô trong này thử thấy được comment của khách không. Như này là bị ẩn hết comment. Đây đang hồi nãy giờ chạy biết không ấy được. Nè. Còn 14 ký đổ về thôi. 14 cho chị Nguyễn Anh Lê đi. 14 Nguyễn Anh Lê. Còn 14 cái đổ về thôi. Nha, chị nào lấy 14 cái đổ về lên giờ không biết ai con like không nữa luôn, chán mạng hiểu. Còn 14 cái đổ về thôi. Nha, chị nào lấy 14 cái đổ về. Thiên ơi, cái quy mắt cái này không phân nữa. Không phân. Để cho đủ trăm buổi chị ha. Thái ra rồi. Thái rồi. Phân hồi nãy. Không bộ số 2 nữa. Cho bồ cho đừng phân nữa để cho sĩ lái luôn. Còn để trăm bộ là trăm cái like thôi. Rồi cái này em có hai cái. Cái này em có hai cái nhé. Đây mã tặng mẹ. Con này chị nãy đơn này từ ngày mấy? Từ ngày 1 tháng 5 lận ấy. Năm mấy hoàng diệu nè, 5-6 hoàng diệu ngày nay em mới sẵn. 5-6 hoàng diệu, 3 cái luôn. Đây mã tặng mẹ 49k luôn.
Thằng mẹ 49k, size tầm 60 nha chị em mà nó 49k là chị em không trọng màu nhé. Chị Nguyễn Anh Lê. Chị ơi, chị Trần Thủy ơi, lên cho em số ký đi, không có số ký hôm trước nha. Đây mã tặng mẹ luôn, dùng nguyên liệu ok. Cái này em có 2-3 con. Tiêu luôn chị em mình, con này 49k. Tặng mẹ nha, size 60 đổ về nha chị em mà nó. Con này chắc đẹp lắm. Xe 49k luôn, chị này hẳn 3 con. Cái này chị em mình đi ra ngoài thị trường bèo bèo cũng là 150 nghìn cái. 200-250 nha. Sale luôn chị em mình, con này là 49.000 lên mã tặng mẹ được 3 cái vậy mà nói. Chốt mã tặng mẹ 3 cái tặng mẹ, lên luôn chị em mình là 49k con nhé. Lên mã tặng mẹ chị này được hẳn 2 bộ hả. Chị Nguyễn Thị Thu này, cho chị Nguyễn Thị Thu 1 cái này. Còn được 2 cái nha. Còn được 2 cái rồi lên luôn dùng nha. Cho chị Tiết Trần, Tiết Trần con. Tiết Trần con hả chị? Tiết Trần con. Cho 49k thôi. 14 ký còn không Huyền? Còn. Cái gì Dung Dung Mỹ áo 49k nữa chị. Dung Dung Mỹ áo 49k. Cái này Trịnh Thủy 14 ký. Chị Trịnh Thủy chốt đơn kỹ kỹ giùm em nha. Số 2 ký cũng vừa. Chốt đơn kỹ kỹ nha. Em đặt, em like mã nào là chốt mã đó nhé. Nhiều khi đi qua rồi chị mới đặt lên, mất công nhầm hàng mà nhà em còn chốt đơn, nhà em còn kê lại nữa. Và chịu khó khi mà Nguyên chốt đơn, kê đơn qua thì đọc đơn nha. Bộ hãng luôn cho Nguyên này. Xe 79k luôn, ai nhanh có bộ hãng U Mì. Trời ơi, bộ hãng U Mì, xe 52 đổ về. Hàng này hàng 145 ấy. Em xe 79k luôn, xe L nha, 52 đổ về. Bộ hãng hàng này là hàng mì xịn nha chị em, mì tàu ấy. Lên mã này là mã hãng cam luôn cho Nguyên. Hãng cam nha, xe 79.000, giá giật mình luôn. Chúng ta chị Trần Hạnh đã chia sẻ chưa? Trần Hạnh đã chia sẻ chưa? Bên này không thấy được cái gì hết ấy. Chị ao ra chị vô lại. Chị phải ao ra chị vô lại. Nhảy đâu mà nhảy gì? Trần Hạnh không chia sẻ. Không chia sẻ, không chốt những cái mã này 79k nhá. Em chỉ lên cho chị nào chia sẻ với chị em mình nha. Hãng vàng và hãng xanh. Xe 52 đổ về, bộ này toàn bộ là hàng U Mì, hàng xịn không á. Chị chốt cho chị nào chia sẻ riêng cái mã hàng bán tặng này, chị chốt lên cho chị nào chia sẻ thôi. Nha, lưu ý luôn dùng Nguyên nè. Cầm cái bộ đồ mà mua 79.000 thì không bao giờ có được. Hãng cam đây, nhưng mà chốt ai? Dung Dung Mỹ. Dung Dung Mỹ có chia sẻ đâu? Không có chia sẻ. Không có logo người chia sẻ, không chốt những cái mã này nha. Lưu ý luôn dùng hai bộ này, em chỉ dành tặng cho chị nào chia sẻ thôi. Giật giật á. Bên này vẫn coi được mà. Em để lại nha, chờ chị nào chia sẻ. Cái này em chỉ bán tặng thôi, nên là chị chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Chị nào không chia sẻ bỏ qua những cái mã này, bỏ qua cái mã này nhé. Lưu ý luôn dùng Nguyên, cho Nguyên cọc quần trước lẻ tẻ nó còn, bỏ lên bán tặng luôn. Nguyên áo Nguyên đang mang có từ từ. Cho chị Vũ Thị Trần Oanh. Vũ Thị Trần Oanh, chị em mình thông cảm vì những cái mã em bỏ ra em bán tặng ấy, hai bộ luôn, lên cả địa chỉ trên live cho em. Mà chị em mình khách cũ khách mới rồi, khách quen ngày nào cũng có đơn nhưng mà không chia sẻ thì thôi nha. Tại vì đó là những cái mã em bán tặng rồi, cho Nguyên cả lên còn lẻ sẽ lẻ nó có cặp nó cho lên bỏ luôn, bán tặng luôn. Rồi con này luôn tặng luôn, cái này có 3 cái tặng nó luôn. Vải này là vải lên mình mỏng nhá, lên mình nhá chị em mình nói. Lên mã tặng 30 luôn, 4 cái tặng 30 luôn. À này em còn lẻ lại size 52 đổ về, chị nào gọn lên 55. Ba lỗ em lên giờ luôn, chờ em xíu xíu. Con này tặng 30 nhé. Chị ơi chia sẻ công khai lên, nó mới hiện được logo người chia sẻ. Lên mã số 4 luôn, dùng em tặng 30 nha. Có 4 con, size 52 chị nào gọn lên 55 nhé. 4 con, lên mã số 4, tặng 30 nhé chị em mà nói. Lên mã 4 luôn, dùng em là ok, được 4 con. Phải này là phải lên liền nhé. Hết nha chị ơi, hãng em hết rồi. Chúc mã số 4 luôn dùng Nguyên nha, có 4 con mã số 4, chị nào lấy mã số 4 lên mã số 4. Và sai chị em mà 52, chị nào gọn lên 55. Cho chị Hà lên cái. Cho chị Hà lên cái. 30.000 nha chị. 30.000 nha. Ưu tiên chốt cho bỏ lên đi. Ưu tiên chốt cho khách chia sẻ. Tiên bờ giấy em không còn. Màu trắng luôn. Lê Dương Ki, Lê Dương Ki chốt đơn chưa? Một trái cây 9 kg cho chị Vũ Trần Oanh. Vũ Trần Oanh. Phủ Trần Oanh, trong ngày mua em đứng bên góc mua cũng bị giá hết trơn. Phủ Trần Oanh. Cho chị Trịnh Thủy một cái 30. Trịnh Thủy một cái 30 chị. Trịnh Thủy một cái 30 đi. Còn không? Còn không? Còn, hết ra.
Còn cái chị Hợp Khanh cái đơn hôm trước không thấy ship chị ơi, đọc tin đi chị ơi, đọc tin đi. Ok chị Dung Dung Mỹ có rồi Nam có rồi lên luôn dùng. Ôi con này xinh thế này, cái này có hai cái lên mã vô số 4 màu trắng luôn. Dạ đặt những cái mã sau đi chị, cái mã nào em bỏ ra lên đầu like á là thường dành cho khách chia sẻ vì em bán lỗ, những cái mã đầu like em bán lỗ ấy. Chị đặt những cái mã sau đi con, hết rồi đi nào. Hết rồi chị Trung Kiên Nguyễn ơi, áo mà xinh kìa, lên mã này tặng 30 luôn, tặng 30 luôn. Chị chốt đi, thì chốt đi chị chặn thêm trên Nana cái nữa đi, trên Nana cái đi. Rồi nha, lên con này, lên luôn số mã này là mã trắng 30 luôn. Trắng 30 luôn, có hai con thôi. Trắng 30 hiện tại có 30 có hai con thôi nhé. Trắng 30. Cho chị Cúc Phan Phương Nghi. Cúc Phan Phương Nghi luôn. Hàng đó hàng sale 39k đó chị, mà nó lẻ được hai cái. Hàng đó là vải lên này nhưng mà vải của nó dần dần mỏng thôi, không dài như là đuổi nhá. Không dài như là đuổi nha. Lưu ý luôn, dùng nguyên chất của nó dần lên nền ấy, vải lên nền ấy. Nhưng mà nó không dài như là đuổi. Các chị Hợp Khanh cái này màu trắng nữa. Các chị Hợp Khanh cái này màu trắng nữa đi chị. Chị chốt cho Cúc Phan Phương Nghi. Cái gì? Màu trắng à? Màu trắng luôn cho chị Hợp Khanh cái, Ngọc Ánh Ánh cái. Lưu ý luôn dùng nguyên con này, vải lên nền nó chắc, nó mỏng, nó không dài nha. Nhớ nha. Em like cái gì em like rất là kỹ á. Rồi nha, em qua nhá. Cái này em có hai con thôi. SFC 10, trời ơi quần sọ. Cái này có hai cái. Con này vải của nó là vải Vitex nhá, SM chị em 52 đổ về. Nên mã số 2 SM luôn dùng nguyên nhá. Số 2 có size S và size M tặng luôn chị em 39.000, cái này hàng em lẻ lại này. Chứ còn cái hàng này giờ đi nhập không đầu 6 đầu 7, nhập số lượng nhiều đầu 6 đầu 7. Cái này em có hai con thôi. Nên mã này là mã số 2 nha, size S chị em mình dưới 50, size M chị em dưới 52 là ok. Nên mã số 2 có hai con. Sale 39.000 con nàng luôn. Phải con này là vải đi cát nhá, vậy là đuổi như chị em mình. Cái nguồn công sở ấy. Xây mời cho chị Vũ Thị Trần Anh. Vũ Thị Trần Anh biết liền thôi chị. Vũ Thị Trần Anh. Rồi còn cái CS nhá. 39.000 nha. Ui rẻ quá. 39.000. Nha chị nào lấy S39, chúc S39 cao luôn dùng em là ok. S39 có 1. S39 chị nào không lên size em bỏ qua nha. Hàng có size có số mà không lên size là em bỏ qua. SS chị Lệ Thủy 39k. Những cái hàng này là ăn lẻ tẻ ra rồi em lên. Thì phan cái áo ba lỗ rồi đúng không? Rồi ok, để em lên áo ba lỗ luôn. Con này có một con sale luôn. Em nhìn trên màn hình không biết là chị nào coi like luôn. Không thấy lượt view luôn ấy. Không thấy là bao nhiêu view luôn ấy. Con này một con quần lửng. Không biết là bao nhiêu. Giống như mình like mình luôn ấy. Giống như nhìn trên cái màn hình không có cái gì hết trơn. Nè. Ừ. Buồn dễ sợ. Không biết là ai đang coi live với mình ấy. Con này chị em mình 57 độ à, lộ 55 độ về. Lên mã chấm bi nhá. Xe 39k luôn, con này đủ sức. Chấm bi 39k luôn. Nha con cái thôi. Chốt mã chấm bi, hàng này đủ sức dài 39.000 mà quần lỡ. Xe M nhá. Lên mã chấm bi luôn dùng, con này đẹp lắm nè. Chạy con này 69k. Quần giãn sướng. Ôi. Con này đã lắm thì trên Anna. Con này dạng kaki giãn nhá, có mấy con thôi. Đi em hết, rẻ lắm chị em mình, những cái lúc mà lẻ lẻ ra như thế này em đi chị em rất là rẻ, xong rồi chị em ba lỗ luôn. Cái này có 4 con thôi. Lên mã xanh hoa. Cái này em sao chị em nó 49 cao luôn, hàng 69 cao nhiều nguyên. 49 cao luôn, có 4 con thôi. Vải này đã lắm. Nó mềm, nó giãn. Nhá, có 4 con. Size này 55 đổ về thôi, suốt 55 đổ về chứ ok nhá. Lên mã này là mã 49 cao cho chị Hồng Phụng con. Còn được 3 con. Còn được 3 con nhá. Lên luôn dùng mã này là mã kaki mềm, kaki giãn. Mà xe con này 49 căn, con này vải đẹp nhá, cho chị Hồng Phụng, cho chị Thảo Nguyễn. Hồng Phụng bỏ riêng ra thằng Ben thì cũng được, chị không cần ghi. Thảo Nguyễn, Thúy Nguyễn. Rồi Hà Lê nữa là hết. Hà Lê nữa là hết. Có mấy con thôi. Có mấy con đây thôi. Đây, con đây. Ở đâu? À, đây. Thêm cho chị Hồng Phụng con. Thêm chị Hồng Phụng con. Thêm cho chị Minh Hiếu một con. Minh Hiếu, đi đi bác. Minh Hiếu một con. Rồi cho chị Trịnh Thủy một con nữa là hết. Trịnh Thủy một con nữa là hết. 1, 2, 3
4, 5 con. Rồi nha, lên mã kaki nâu. Rồi lên áo đi, rồi xíu này em lên quần. Áo quần rồi chị em mình lên áo cho chị em mình biết. 252 đổ về nhìn đẹp chưa? Kaki nha. 252 đổ về thôi, lên mã nâu luôn dùng em nhé. Nâu, sale 49 ca con nằm luôn. Nhá, chốt lên nâu 49. Áo nguyên mặt có ít thôi đúng không? Còn cái nào không? Cái nào không? Cái răng mà mình đụng vô cái chốt y con áo này hay. Nâu, nâu cho chị Hùng Phụng. Hùng Phụng Thu Hà viết liền, chị Thu Hà Nguyễn. Thu Hà Nguyễn Gia Hăng Ngô. Gia Hăng Ngô. Rồi ok, còn hai nhá. Còn hai con, chị nào lấy nâu lên nâu luôn dùng em là ok nhá. Em đi luôn chị dạy mình là 49 ca thôi, bao rẻ luôn nhá. Còn hai con màu nâu. Còn hai con màu nâu nhá, chị nào lấy nâu lên nâu là ok nhá. Chị em mình nói con này chất của nó, con này cũng kaki trắng nè. Kaki trắng, kaki màu trắng, khách họ màu trắng nhiều lắm. Còn được hai con thôi. Cái mã này là mã kaki trắng, con này hàng giả, quần giãn chéo. Hàng giả như thế này này, 55 đổ về nhá, trắng có hai. Còn em mã trắng 49 ca luôn, được hai con màu trắng thôi. Chị nào lấy trắng 49 hàng giả nhé. Trắng, trắng cho chị Hùng Phụng cái đi, cho chị Gia Hăng Ngô một cái. Hùng Phụng cái, Gia Hăng Ngô một cái. Còn màu đậm này có một cái. Màu đậm này có một cái, nào cho chị Tuyên Nguyễn luôn chị. Nào, nào nãy thì Tuyên Nguyễn luôn. Nào thì Tuyên Nguyễn luôn. Màu này màu gì ta? Màu đậm thì cứ lên màu đậm, con này 52 đổ về thôi. Tuyên con này 52 đổ về thôi. Lên màu đậm luôn dùng nguyên, những con này 49 nhìn mùa hè thì chị em mình mua mấy con áo nguyên 49. 59 nghìn. Mix set mang quá ok luôn. Không, em không lên đồ bát, lên màu đậm có con cá nha, đậm 49 con cá, chị nào lấy đậm lên đậm. Ui không, không lên đồ bát nha. Đậm, đậm, đậm cho chị Minh Hiếu. 52 đổ về thôi. Ui một cái CS, cái này mà khách không lấy là tia liền. Mấy cái, còn mấy cái. Một S, một XL, một M. S chị em 50, M chị em mình 52, XL chị em mình 57, 58, chị nào gọn lên 60 nhá. Lên màu này tím đậm. Con này quần của nó là quần quần găng ấy. Quần găng ấy. Đẹp lắm. XL cho Huỳnh Uyên. Trời ơi, 49 cao luôn. XL cho Huỳnh Uyên. Rồi còn size S với size M. Còn S với M nhá. Đi 49 cao luôn. Sao chị đồng XL cho. Mà đang có ai ấy không, mà đang em đứng góc mua cũng bị ta. Hôm qua em đứng góc kia cũng bị cắn ta. Bị mũi cắn à, kiến cắn ta. Cũng chín tao luôn đi chị. Tây 10 Thúy Nguyễn. Chứ con nào không đẹp. Bỏ lên thứ còn cái bỏ lên 49 tao nó luôn cho nó đỏ. Tiếp sẽ tiếp kìm tiếp. Tiếp rồi dọn rồi kéo. Tết cũng kéo. Nhiều hàng cũng kéo. Thôi xe 50 đổ về nhá. Ok ba lỗ em lên giờ luôn đây. Đây ba con này, ba con này lẻ em lên ba lỗ luôn đây. Mờ đi cho ai. Mờ cho chị Thúy Nguyễn. Rồi cái CS nữa là hết. Chị nào không lấy CS em lấy luôn. Cái này mix vào áo trắng đẹp lắm. Cái này chị em mình mix set, chị em mình mua một con áo trắng mang. Mang con này đẹp lắm, CS nhá. Con này có cá CS thôi, chị nào lấy S lên S luôn dùng đi. Con này hàng giả, con cá thôi, nâu tay. Còn size 55 đổ về nhá, màu nâu. Con này hàng giả, chị em mình nhìn cái độ giãn của nó này. S chị Giang Hăng Ngô, chị em mình nhìn giãn này. 55, 57 ok con nào luôn. Nha, lên luôn trong mã giãn luôn dùng con cá. 49 tao luôn, trời chị em mình sang những con này sướng quá. 49k nhá, size M nhưng mà form nó to. Con này 55, 57. Màu nu, nu gì Trung Kiên Nguyễn. Nu cho Trung Kiên Nguyễn. Cái này nhất còn. Nu Trung Kiên Nguyễn. Ở ngồi nó ba lỗ là hết rồi đó, Huyền bỏ qua hết rồi đó. Thế 55 đổ về con cá. Đây chị em mình 55 cao luôn. Nha, sale chị em con này 55, lên mã 55 luôn dùng. Quá sao nhá, quá sao. Quần váy, váy nhưng mà có quần ở trong. Lên mã váy luôn đi. Nha. Áo nguyên mang còn lẻ tẻ thôi, 55 triệu tiêu xây. Áo nguyên đang mang còn lẻ tẻ thôi. Rồi còn con nè. Xong em lên luôn trẻ mình đi góc con rồi, đã qua chuyển qua trẻ mình cái này sao. Ôi cái này xinh, còn cái này xinh quá. Đây luôn trẻ mình con này 55 cao luôn, xinh 52. 52, vải đẹp lắm. Vải này vải hai biên nè, hai biên nè. Lên mã váy nu xây mờ, có con cái. Xây 55 nhé. Xây mờ toàn bỏ trong cái nào có ấy là có quần hết nhé. 55 cao nhé. 55 cao. Con nào nãy lên rồi, cái này còn cái CS hồi nãy đi, con này 39 ca thôi à. Con nãy em xe 39 ca thôi đúng không? Trắng CS. Chị nào lấy trắng S có 1 cái. Trắng S có 1 cái. Chị nào lấy trắng S lên trắng S. Rồi để chị lên áo ba lỗ. Để áo ba lỗ chị để sắp rồi. Nha, trắng này size S, size chị em mình tầm 48, 50 đổ về chị em chứ ok. Nguyên lên luôn chị em mình, con này giá lên luôn chị em mình là 50.
Ốc quay lột 39k, tráng ép. Tráng ép thì xuyến chi. Tráng ép cho xuyến chi. Bỏ cái gọc này lên chị trước đi. Ôi sao còn có từng này con thôi à? Còn, phải không con sót vậy? Còn trăm con mà đang có từng nớ. Dở. Còn được trăm con mà. Không, cái đó là ba lỗ áo cháy không? Áo giấy rồi, giấy tàu rồi. Con này có 1 cái, xe dạy em 39 cao luôn. Xe 60. Xe 60 nha, lên mạng ngố xe 60. Ngố xe 60, xe 39 cao luôn. Ôi trời ơi. Thiệt hả? Hết rồi hả? Thiệt không? Có 1 cọc vậy? Không? Đây, đây, đó. Còn lẻ tẻ thôi mà, cái này còn lẻ tẻ chứ làm chứ có nhiều. Cái áo không đang mang, ôi tự nhiên rút. Tự nhiên rút đường cái này đó hả? Thì không? Không có, lửa rồi. Hết rồi chị. Được coi nữa. Trái thôi hả? Miếng trùng mạnh hả? Lên đi, lên đi. Cái này có 2 con. Ba lỗ nhá, đẹp lắm vậy mà nè. Nguyên nói là về đợt nào là bay đợt đó. Riêng cái áo ba lỗ này mà chưa vô mùa nắng lắm á. Nắng hôn lại này làm gì có à. Ui trời ơi, có 2 con thôi. Đây mã bêu hồng phải nói rất là đẹp. Khách hàng nhà Nguyên đặt hàng xong hỏi nhiều lắm. Hôm bữa chị nào mới nhắn tin qua hỏi áo này còn không đây nè. Về đợt nào là hết đợt đó những con này. Lên mã bêu luôn dùng Nguyên nhá. 49k con này thôi. Bêu 49 có 2 con, phong này chị em lấy 60 bạn mau ok. Bêu cho ti ti. Trần trà mi nữa là hết. Bêu bêu ti ti và trần hà mi. Trần hà mi. Rồi lên mã bêu vàng. Không có nhiều đâu, hướng có ít ít thôi dễ mà nó. Nha, rồi bêu bêu vàng 49.000. Bêu bêu vàng này có 1 cái thôi. Chị nào lấy bêu vàng, lên bêu vàng đẹp lắm. Tay của nó tay hơi dơ dơ, con này đẹp. Lên mã bêu vàng có 1 cái thôi. Bêu vàng nhé, vàng cho Hùng Phụng. Vàng Hùng Phụng. Rồi lên mã bêu xanh, phải đã lắm. Bêu xanh có 3, chị nào lấy bêu xanh lên bêu xanh luôn dùng Nguyên nhé. Bêu xanh có 3 nha chị em mà nói. Nha vàng em hết. Lên mã bêu xanh có 3, chị nào lấy bêu xanh lên bêu xanh. Bêu xanh có 3. Dùng em bỏ cặp lên đây chị. Rồi bêu xanh nhé. Bêu xanh, xanh cho chị Phan Hồng Văn cái. Rồi còn 2. Còn 2 nha chị em mà nói. Đẹp lắm, mua con này chị em mình về đi chơi này đi, biển đi đồ các kiểu luôn. Thôi chị Hồng Phụng này. Mà 49k chứ mấy. Bêu xanh cho chị Quyên lên nữa là hết nè. Quyên lên nữa là hết bêu xanh nè. Hết bêu xanh nè. Rồi lên mã sọc xanh luôn dùng em là ok hết. Sọc xanh. Sọc xanh cái này bỏ chị Tê Tê đi. Có 1 cái bỏ chị Tê Tê đi. Rồi ok lên mã tim. Đây. Những con áo. Con áo đang mang ai chút chút luôn đi. Có 1 cái. Còn có 1 cái. Có 1 cái. Đợt trước là về 1 ca. Hay là sót đường cái. Thì thấy màu trắng là bóc tôi. Hay là không chốt đi cái hàng vậy. Kiểu tháng gì ti ti và lên mã tim luôn dùng đi. Trời ơi đẹp nhất nách, con này đẹp nhất nách luôn, phải nó đã lắm. Dạ mình cứ nhận hàng con này về đi với giá 49k, lên mã tim luôn dùng đi nhé. Tim luôn dùng nguyên, tim trắng luôn dùng nguyên, tim trắng luôn dùng nguyên nhé. Tim dày thảo ti, thảo ti áo nguyên mang rồi. Thảo ti này, từ từ. Huỳnh Uyên, hợp khanh, hợp khanh, hợp khanh. Nguyễn Thị Thùy Tuyên lên thông tin cho em, chị Nguyễn Thị Thùy Tuyên ơi. Nguyễn Thị Thùy Tuyên cho chị Hà Phạm Bún. Hà Phạm Bún, Hà Phạm Bún cho chị Hồng Phụng nữa là hết. Hồng Phụng 2 cái nữa là hết. Rồi tim vàng có 1 cái thôi. Tim vàng có 1 nha, hết tim trắng nha. Phải 55 em hết, hết trắng rồi chị ơi. Lên cả địa chỉ trên like hết cho em nha. 49k. Ôi trời ơi, Nguyên nói là đợt nào về đợt đó. Nhưng mà mỗi về mỗi lần nó về có ít quá. Cái này là mấy trăm áo, còn đóng xong còn 100 áo nha. Vàng nhé, vàng cái gì? Không không, chưa em không lên đồ bé. Cái này cho chị Hồng Phụng. Hồng Phụng. Rồi nhá, lên luôn dùng mã này, mã tim hồng. Nhưng vàng em hết rồi. Tim hồng nhé, đẹp lắm. Comment mã tim hồng. Tim hồng nhá, 49k thôi chị em mà nói. Đây mã tim hồng 49 nha. Đẹp lắm. Phải. Nhiên mang con này vô mùa mà. Quân nói là vô trưa vô mùa nắng mà gọi là đã cháy hàng. Tim hồng nhé. Hồng cho chị Trà. Trà Vina. Hồng Phụng 2. Hồng Phụng đâu chị? Hồng Phụng 2. Cho chị Hà Phạm. Nguyễn Thị Ngọc Lành hết. Chị Hà Bún đi. Nguyễn Thị Ngọc Lành.
Ghi bốn thôi. Ghi. Rồi lên xanh luôn, dùng nguyên có ba thôi. Xanh có ba thôi. Xanh này có ba thôi. Tại vì cái này sẽ cũng chạy nhiều, nên là vì không đủ, mỗi thứ có ít thôi. Có hai lớp rồi chị. Chưa. Xanh gì trà Vina. Trà Vina Đặng Mỹ Diệu ấy. Đặng Mỹ Diệu. Cho chị Quyên Lê nữa là hết. Quyên Lê nữa là hết. Quyên Lê. Cam có một thôi. Tim cam Quyên có một thôi. Tim cam Quyên có một. Chị em mình mà nhận hàng con này về hỏi tiếp, em nói thật sự luôn ấy. Nhiều chị có mua có con xong cái về em ơi con này còn không. Rồi lên mã tim cam luôn, dùng Nguyên ít ít. Mỗi đợt về được ít ít. Tim cam, cam thì ti ti là hết cam. Ôi chị Phạm Ly nãy giờ không được con nào hết. Lên mã tim đen. Tim đen. Ngay góc này còn mấy cái này nhỉ. Mấy góc này còn 4 cái. Rồi lên tim đen luôn dùng đi nhé. Cam em hết rồi, phôm này cũng dễ mang. Chị nào to nhỏ gì mang cũng được hết. Cam em hết, lên đen luôn dùng đi. Đen luôn dùng đi nha. Đẹp lắm, phải đã lắm. Mà 49k nha. Đây nè, đây giống cái chữ này nè. Lên mã này là mã tim đen nhé. Đen, đen cho chị Phạm Ly. Phạm Ly không giấu. Trà Vina. Miên Trương ấy. Miên Trương ấy. Miên Trương. Miên Trương hết đen luôn. Hết đen luôn. Đây mã chữ hồng có 2. Chữ hồng có 2. Em đang đi 49k không, không. Nhìn trên máy chủ không thấy được cái chi trơn. Nên là em cứ cúi mít cái mặt xuống này nè. Em cúi mít cái mặt xuống bàn thôi chị em, mình không cảm thấy. Nhìn trên mặt hình là không thấy cái gì hết. Cứ cúi cái mặt xuống. Chữ hồng cho chị ti ti. Ti ti. Còn cái chữ hồng. Nên là cúi làm cái mặt mít xuống dưới bàn này. Cái này tình ảnh sử lấy cái quai xuống dưới này nè. Rồi. Chữ hồng chị ti ti có rồi, còn một chữ hồng nữa. Chị nào lấy chữ hồng, lấy chữ hồng. Ở tới mắt chứ không bỏ lên nãy. Áo tim đó đẹp. Thôi rồi chị mua được 5 cái à. Rồi nha, có 1 cái chữ hồng. Đẹp lắm, chị nào lấy chữ hồng, lấy chữ hồng. Dùng form này chị em 60 màu ok nhất. Còn con chữ hồng thôi nha. Phía sau chị em mình nhìn cái áo này. Người ta may này, đẹp lắm. Hàng xịn sò, con này là hàng nách hàng tàu. Cho hình uyên cái. Rồi lên mã chữ cam. Chữ cam có 2, à chữ cam có 1. Hồng còn 2 này. Hồng này tương tự này. Hồng này cho chị Phạm Ly này. Phạm Ly không giấu này. Nguyễn Thị Thùy Tiên ấy. Nguyễn Thị Thùy Tiên. Rồi lên mã chữ cam có 1. Chữ cam cho chị Phạm Ly không giấu luôn chị. Phạm Ly không giấu. Rồi lên mã chữ xanh có 2. Lên xanh luôn, dùng nguyên lãng nhanh nhá chị em. Xanh có 2 nhé. 49 nghìn thôi. Lên xanh. Thảo Tây chưa có. Thảo Tây chưa có. Cái nào em đọc tên là có. Cái này là mai dạng tên tốt. Có bà, có bà ra ở trong. Có bà ra ở trong nhé. Rồi lên mã xong. Cái này có bà ra ở trong nhé chị em. Nó dạng mai bà ra ở trong. Áo đông hết rồi. Xanh Thu Hà Nguyễn với ngôi nhà nhỏ. Thu Hà Nguyễn này. Ngôi nhà nhỏ này. Rồi lên mã này là mã hồng. Hồng có 3 nhé. Chữ hồng này có 3 nhé chị em. Đẹp lắm. Xanh em hết. Phong này chị em 60-62 vô tư luôn. 60-62 vô tư luôn. 60-62 vô tư nó đẹp lắm. Đợt này có ít cho chị em mà nó. Lâu lâu nó mới về được đợt hà. Rồi lên mã này là mã hồng luôn dùng nguyên á. Chị nào lấy cái mã này lên luôn chung mã chữ hồng. Chữ hồng nhá, có 3. Tay của nó ở trong, cái này toàn bộ là. Hàng này là hàng có tông tàu. Khách nhà Nguyên nhận hàng rồi hỏi thêm nhiều lắm. Hỏi thêm nhiều lắm. Nên là hơi lâu thì ti ti. Rồi còn hai chữ hồng nữa, chị nào lấy chữ hồng lên chữ hồng luôn dùng nguyên ok nhá. Ba chữ đen. Ba chữ đen, hồng đậm ấy. Chị Tăng Nguyễn cái. Tăng Nguyễn cái còn một cái hồng nữa, chị nào lấy hồng lên hồng luôn dùng nguyên. Rồi lên mã chữ đen luôn dùng nguyên nhé. 49k con thôi, đẹp chưa? Cái này là toàn bộ may dạng may may có bra ở trong dạng áo tank top ấy. Nha. Rồi đen, đen cho chị Nguyễn Thị Phương Thúy. Nguyễn Thị Phương Thúy. Cho chị Quyên Lê này, Quyên Lê này. Trần Hà My là hết này. Trần Hà My là hết này. Rồi lên mã số 2 luôn dùng nguyên màu hồng, hết đen nhé. Số 2 màu hồng, chị nào lấy hồng lên hồng. Nha, rồi lên luôn cho mã hồng chữ đen em hết rồi. Hết chữ đen nhé chị Phương Mêu La, hết nhé chị Ngọc Anh. Cái này có 2 con. Gì vậy em bỏ xuống Trần Hà My. Trần Hà My. Rồi lên mã số 2 luôn dùng nguyên cho nó nha. Cho chị Ti Ti một cái. Ti Ti đâu chị, Ti Ti đâu bỏ qua này. Ti Ti một cái, còn cái nữa là hết hồng nhạt nhé. Ở cái năm này à, màu nào nổi là hay chạy hàng lắm. Chị Hiền lên nữa là hết.
Rồi nhá, lên mã gái hồng có 2. Gái hồng có 2, cái này chị em mình mua mấy đã mua những cái con bì hà như nguyên mang này. Để phối mấy con áo này đẹp lắm. Đó chị em mình mang nhẹ như này cũng được. Hồng mà khác, hồng nhạt khác rồi chị Hoa Phùng á. Rồi nhá, chị Hiền Lê có rồi nhá. Cái này lên mã gái hồng có 2. Gái hồng có 2. Xin cho tay con này là dạng tay dơ dơ này. Lên mã gái hồng có 2. Size này 62 vô tư luôn. Nha, lên mã gái hồng. Có 2 con gái hồng. Nè. Đấy, size 60 62 vô tư con này luôn. Chị nào lấy gái hồng có 2 con nhé. Đấy. Gái giờ thì tiền luôn. Rồi lên mã gái cam có 1. Gái cam có 1 nhé. Chị nào lấy gái cam lên gái cam luôn dùng là ok. Gái cam có 1. Hết gái nha, hết ủa trời. Tay. Cái tay này. Gái cam nhé, có 1 con thôi. Chốt mã gái cam luôn dùng là ok nhé. Chị nào lấy gái cam lên gái cam. Rồi lên mã chữ đen còn 1. Gái cam, cái cam gì Tăng Nguyễn. Tăng Nguyễn. Chữ đen còn 1. Lên chữ đen luôn dùng là ok nhé. Comment mã chữ đen có 1 nhé chị em mình nhé. Chữ đen này dạng mai tanh tóp này. Lên chữ đen có 1. Đây luôn chị em mình là 49k chữ đen có 1 nhé. Rồi lên mã chữ cam còn 3. Gái cam em hết rồi. Chữ đen luôn dùng nguyên nhé. Chữ đen nhé. Đen chị Phương Linh. Cho chị Phương Linh. Rồi nhá, lên luôn cho mã cam chữ. Có 3 con. Hàng là toàn bộ là hàng Quảng Châu hết chị em mình nhé. Chữ cam, chữ cam, chữ cam chị Phương Linh luôn. Cái hồng hết rồi chị ơi. Cái này là hàng freestyle. Đến maximum là đến số 2 là chị em mình nghĩ là 40 cái nó sẽ rộng đó. Chị Tăng Nguyễn này. Tăng Nguyễn này. Rồi ok, còn một cái chữ cam Tăng Nguyễn chị. Còn một cái cam nữa là hết. Cam cho Lê Thị Thanh. Không phải. Cam cho Trà Vina trước. Trà Vina trước. Cam cho Trà Vina trước. Cái này thứ con cái phải. Rồi lên mã này là mã hồng đậm luôn dùng nguyên á. Chữ cam em hết rồi, hồng đậm đẹp lắm. Năm này hot mấy cái màu đậm này. Rồi nhá, lên mã đậm luôn dùng nguyên, toàn là hàng tàu nha. Chút đậm luôn dùng nguyên nhá, 49k đậm. Đậm chị Ti Ti. Đậm Ti Ti. Đậm cho chị Hồng Phụng. Rồi nhá, còn 2 đậm, chị nào lấy đậm lên đậm luôn dùng nguyên. Không 62 nhá, dễ mà nó. Còn 2 đậm nhá, chị nào lấy đậm lên đậm luôn dùng nguyên. Cho chị Thanh Tâm, chị Kim. Thanh Tâm lên thông tin cho em nhá. Nhiều, tại vì khách nhà em nhiều Thanh Tâm ấy. Hết hồng đậm nhá, chị An Phúc ơi. Rồi lên trắng luôn dùng nguyên có 1. Trắng có 1, cái này mai tanh tốt nhá. Thêm đậm hết rồi chợ nha. Trắng có 1, chị nói trắng lên trắng luôn dùng nguyên là ok. Chốt mã trắng, 49k trắng. Rồi nhá, lên cam. Cam có 3. Hết đậm nhá. Lên trắng, chuyển trắng luôn dùng nguyên nhá. Cam có 3 chị nào. Trắng chị Phương Linh. Trắng chị Phương Linh. Rồi lên luôn dùng nguyên mã này là mã cam. Cam này có 3 nha chị em mình ơi. Chốt cam luôn dùng nguyên nhá. Hết trắng nha. Hết trắng nhá. Rồi lên cam luôn dùng nguyên có 3 cam nhá chị em mình nhá. Có 3 cam thôi. Chị nào lấy cam thì lên cam luôn dùng nguyên là ok. Cam cho Hồng Phụng. Hồng Phụng. Hiền Nguyễn này. Phan Hồng Văn. Hết cam nhá. Phan Hồng Văn. Hết cam. Rồi đen này có 3. Lên mã tròn đen có 3 nhá. Chị nào lấy đen lên đen luôn dùng nguyên hết cam nhá. Đen có 3 nhá chị em mình nhá. Chị nào lấy đen hết cam nha. Ôi trời ơi. Đẹp lắm luôn. Nha, chị nào lấy cái này lên mã đen luôn dùng nguyên. Chốt đen luôn dùng nguyên nhá. Đen có 3, chị nào lấy đen lên đen. Đen 49 nha, chị nào lấy đen lên đen có 3 đen. Đen cho chị Hiền Nguyễn cái. Hiền Nguyễn cái. Nguyễn Tâm. Nguyễn Tâm không giấu. Và Vũ Thị Ngọc Lan. Nguyễn Tâm và Vũ Thị Ngọc Lan. Một cái vàng. Lên mã vàng có 1 cái nhá. Vàng 1 nhá chị em mình ơi, lên mã vàng, lên vàng luôn dùng nguyên. Vàng có 1 nhá, chị nào lấy vàng, chốt vàng luôn dùng nguyên có 1. Cam này còn 2. Cam đậm này còn 2. Cam còn 2 nhá, chị nào lấy cam lên cam luôn dùng nguyên là ok nha chị em mình ơi. Cam có 2. Vàng chị Nguyễn Tâm ơi, lên thông tin cho em nha. Lên thông tin cho em nha. Nguyễn Tâm. Tại vì khách Nguyễn Tâm nhìn ở không vút được, bị ảnh comment có nhìn đường cái này thôi nè. Cam cho chị Thảo Hà này. Thảo Hà không giấu này. Văn Cao. Lên hết thông tin cho Nga like cho em nhé. Lên hết thông tin trên like, chị nào không được chờ được sao. Như thế này ít có đợt nào về cũng ít quá. Còn một hồng nhạt, một hồng đậm. Em đi 49k thôi. Đẹp lắm, người ta mai cắt này chị em biết rồi, biết là hàng xịn nè. Con này hàng xịn không á.
Cái này có hai con, một cái hồng đậm, một cái hồng nhạt, đi 49k thôi. Form thì trẻ mình đi 6A vô 4 nhé. Form 6A vô 4, đơn giản vậy, mang con này toàn bộ chất có tông tàu. Đậm cho chị Hồng Phụng, rồi cái nhạt nhé. Còn cái hồng nhạt nữa là hết, chị nào lấy hồng nhạt lên hồng nhạt luôn dùng đi nhé. Còn chị Hồng Văn nhé. Hồng Văn con này nhé. Lên áo nắng dài. Không, chị em không lên nắng dài. Không lên nắng dài nhé. Còn ba cái này hồng đậm. Hết hồng đậm. Cái này mã này được không? Lên mã chữ hồng đi. Có ba cái thôi. Lên mã số 3 luôn dùng cũng được nha chị em mình. Chúc lên mã 3 luôn dùng, có ba con thôi. Còn lên mã 3 luôn dùng nguyên nhé. Có ba con mã số 3 nhé chị em mình ơi. 49k mã số 3. Nhạc em hết rồi chị em phúc nhé. Vì những cái này là hàng còn ít thôi. Xíu nữa em đi chị em mình quần siêu rẻ để chị em mix với áo. Mã số 3. Trong váy còn lại tẻ thôi chị Hùng Phụng con. Cho chị Nguyễn Tâm. Nguyễn Tâm nãy giờ lên thông tin cho em chưa? Lên thông tin chị ơi, lên cả địa chỉ số điện thoại toàn. Tại vì Nguyễn Tâm khách quen đó, nhưng mà khách nhà em Nguyễn Tâm nhiều quá. Phải là trên 5. Trên 5 khách tên Nguyễn Tâm luôn. Còn một cái màu đậm nữa là hết. Mã số 3 nhé, chị nào lấy mã số 3 nữa lên mã số 3 luôn dùng nguyên nhé. Em đây luôn trẻ mình 49k thôi nha. Còn một cái nữa là hết. Chị nào chưa có lên luôn dùng nguyên. Cái này lên mã C cam. Có 2 con. C cam có 2 nhé, 49k con. C cam có 2 nhé, 49k nhé chị em mình ơi. C cam, đẹp chưa? Số 3 là Kim Khánh Lê luôn chị. Kim Khánh Lê. C cam luôn dùng với chị Hợp Khanh cái này. Hợp Khanh cái này. Cho chị Thanh Tâm cái này. Là hết này. Thanh Tâm cái nữa là hết này. Hết cam. Vàng này mỗi thứ một cái thôi. Để em bóc tay chị em từng cái. Có cái là dặn lắp, có cái là mai tranh tốt. Em mở chị em từng cái luôn nha. Rồi lên luôn cho mã một vàng luôn dùng đi nhé. Một vàng hết cam rồi nha. Một vàng cam. Cam hay chị Hợp Khanh có rồi. Lên mã một vàng luôn dùng nguyên nhé. Một vàng luôn dùng nguyên đẹp lắm. Một vàng nhạt nhạt thôi. Một vàng. Một vàng hóa chất chống thấm. Lên mã vàng 2 luôn dùng nguyên. Vàng số 2 để khỏi bị nhầm mấy chị em mình. Tại vì một vàng nó ra nái như nhau mà. Nha. Lên mã vàng 2 luôn dùng nguyên rồi ok nhé. Đi 49k. Cái này là mã vàng 2 nè. Vàng 2 nè. Áo đang mang hết rồi, lên mã vàng số 2 để cho chị em mình khỏi bị nhầm. Và vàng số 3. Đấy. Vàng 2 nha, lên đỏ mã luôn dùng nguyên. Và vàng này vàng số 3. Vàng 2 chị hóa chất chống thấm luôn. Không, chị ăn phúc chưa có. Vàng này vàng số 3 nè. Rồi ok nhé. Cái này còn có tay hả? Hả? Ui cái màu này ghét vậy nè. Rồi còn cái màu xanh. Bay cho chị Hùng Phụ. Áo 69 hôm qua còn không em? 69 là áo chị trời. Chị hỏi em áo 69 em không biết là. Ui trời ơi. Có một em thôi. Ê, bữa nay là nguyên màu cam hay màu xanh này hả? Màu cam. Mất 2 ngày thôi. Xanh, chi kim. Chi kim. Chi kim hôm nay mẹ lâu nó xanh nó đẹp đó. Hết nhá. Rồi lên luôn chung mã này mã chuối. Form này nhỏ hơn. Con này form nhỏ hơn nhá. Form chỉ 55 đổ về thôi. Con này phía sau nó tệ. Ừ, nó sẽ tàn. Con này 55 đổ về thôi nha. Lên mã xanh nhỏ luôn dùng nguyên nhé. Toàn bộ con này là hàng Quảng Châu hết. Chuối luôn dùng nguyên nhé. Form này 55 đổ về thôi chị em, mặc đẹp lắm. Cái này chị em miếng quần lên cao cũng đẹp. Lên cho mã chuối vàng. Nhá, chuối này có 3. Chị nào lấy chuối chị Hợp Khanh như có cái gì vàng. Chuối gì chi kim. Chuối gì thảo hà. Chi kim, thảo hà, còn cá. Cho chị Phương Linh nữa là hết. Phương Linh nữa là hết. Rồi lên luôn dùng mã này là mã chữ đen. Chữ đen này tay của nó là tay tay dơ nhé. Và cái này à, đúng là tay dơ dơ. Lên mã đen này có 2. Này trẻ mình đóng thùng mang quần lưng cao cũng đẹp lắm. Đen này có 2 nhé. Chút đen luôn dùng nguyên nhé. Đen có 2 chị em mà nói. Chị nào lấy đen comment lên đen luôn dùng nguyên có 2. Đen có 2. Chị nào lấy đen lên đen. Mà chị nào lấy trắng luôn dùng nguyên 49k. Cho chị Miên Trương. Cho chị Miên Trương đen. Rồi nhá. Trắng có 1. Chị nào lấy trắng comment lên trắng luôn dùng nguyên là ok nhé. Trắng. Xanh nhỏ em hết rồi nha. Comment lên trắng luôn dùng nguyên. Trắng cho Hồng Phụng. Trắng cho Hồng Phụng. Trắng cho Hồng Phụng. Hoa hồng xanh hoa. Rồi nha, lên mã tim. Tim đen có 2. Tim đen có 2 nhé. Chị nào lấy tim đen lên tim đen luôn dùng đi. À, cho chị cái mã áo giấy. Áo có tông giấy đằng trước nè. Đây nè. Cho chị lên sale luôn cho khách luôn cho nó gọn đó. Lên mã tim đen. Ôi con này cưng chứ. Tim đen này có 2 nhé. Tim cho chị Hồng Phụng cái. Còn cái
À, chị Hồng Phụng phải còn một cái tim đen á, chị nào lấy tim đen, lên tim đen, tim đen chị Nguyễn Tâm là hết, Nguyễn Tâm là hết, hết tim đen chị em ơi. Rồi lên mã chữ trắng có hai, chữ trắng có hai con, chị nào lấy chữ trắng. Chữ trắng này cũng có hai, tôi hết tim đen á. Chữ trắng này cũng có hai con, chị nào lấy chữ trắng comment lên chữ trắng luôn dùng em ok nhé. Được hai con thôi chị em ơi nha, comment lên mã này là mã chữ trắng được hai, được hai con chữ trắng nhé. Chị nào lấy chữ trắng chốt chữ trắng được hai này, chữ trắng quần có chị ơi, có quần chứ, có quần chứ, cái này 55 độ về con này phun nhỏ nhé. Chữ trắng chị Nguyễn Tâm, Nguyễn Tâm tim đen hết rồi, con này phun nhỏ nhé. Lên mã theo xanh, con này 55 độ về tôi chị em này, lên mã theo xanh luôn dùng nguyên nha. Theo xanh này nguyên có 3, tim đen còn không chị? Hết tim đen rồi không? Xanh cho chị Hồng Phụng. Rồi còn 2 xanh nữa là hết. Chị nào lấy xanh lên xanh luôn dùng nguyên còn 2. Xanh này nguyên còn 2 nhé. Chị nào lấy xanh lên xanh luôn dùng nguyên còn 2 con. Xanh còn 2 nha chị em ơi. Rồi lên luôn cho mã chữ cam, chữ vàng. Chữ cam, chữ vàng. Xanh, xanh xanh cho chị Hồng Phụng. Xanh xanh chị Hồng Phụng. Rồi nhá. Ôi trời ơi, con này không bự nha. Phong bự nha, phong này chị em lấy 60 mau ok luôn. Rồi nhá, lên mã chữ cam và chữ vàng được hai con. Thứ con thôi, 49 càng con nhé, bao rẻ luôn. Chị nào lấy chữ lên chữ luôn dùng nguyên là ok nha chị em mình ơi. Comment mã chữ luôn dùng nguyên nha. Chốt chữ lên luôn dùng nguyên là ok, em sale xíu. Ui, cái này còn phải. Xíu em sale chị em mình, mã này cực sốc. Cực sốc luôn. Lên bell luôn dùng nguyên nhá. Chữ cam chị hóa chất chống thấm. Cái này tay của nó là tay dơi dơi nha chị em mình ơi. Lên mã bell đen dùng nguyên các con nhá. Beo đen, chị nào lấy beo đen lên beo đen. Beo, be chị ti ti. Cam chịu hết chắc chống thấm có rồi đúng không? Rồi nha, lên cho nguyên cái mã này. Đen hết nha. Lên mã hồng nhạt luôn dùng có 1. Hồng nhạt có 1 nhá. Chị An Phúc lên sau á. À Huyền ơi, cho nguyên cái mấy cái bộ xúc hàng cho bé chị ti ti lấy chốt này. Này em xóa mà chủ yếu là xây nhí. Nhạc chị ti ti, cho nguyên mấy cái bộ xúc hàng luôn Huyền. Chị ti ti nè, có áo khoác ấy thì với lại chỗ này còn cặp áo khoác dập văn ấy, bị sót một cặp chỗ này này, cặp. Rồi lên mã NY 0602, hồng nhạt em hết rồi, hồng nhạt hết rồi nhé. Lên mã NY, thấy chị Vi Phương rồi chưa? NY này có một con, chị nào lấy mã này là mã NY luôn dùng em là ok, có một con nhé. Comment mã NY, NY gì? Tăng Nguyễn, chuối này chuối to nè, không chuối này 55 thôi. Chuối này 55 thôi, chữ này là chữ theo nhé. Lên chuối luôn dùng nguyên nhé. Chuối này 55 đổ về là chị em cho ok. Comment lên chuối, xanh chuối á. Chị nào lấy xanh lên, xanh chuối lên, xanh chuối luôn dùng nguyên. Rồi cái này có 1. Có 1, trời ơi. Lên mã xanh đậm, cái này toàn theo nhé. Xanh đậm luôn dùng có 1. Những cái này thứ con cá thôi. Chuối cho cherry ngọc. Cherry ngọc chị. Cái nào em đọc số ký là chị chốt. Em đọc 55 ký qua đầu là chị chốt. Con này lên xanh đậm luôn dùng nguyên con cái. Size này chị em lấy 62, chị Phương Linh. Cho chị Phương Linh. Rồi nha, lên luôn chung mã này là mã theo hồng. Có 3 con. Xanh đậm em hết rồi, con này 62 nhá. Tay của nó là mai tên tốt nha chị em mình. Chữ này toàn theo. Toàn theo. Nha, có 3 con thôi. Chốt lên luôn dùng nguyên mã này là mã theo hồng nhạt. Size này 60, 62 chị em mau ok. Vải nó đẹp lắm, toàn bộ là hàng xịn nhá. Chị em mà đi hàng 4 50.000 con áo này quá rẻ luôn nha. Chị nào lấy cái mã này lên mã theo hồng. Theo hồng có 3 nhé. Theo hồng có 3, chị nào lấy theo hồng lên theo hồng luôn dùng là ok nha. Rồi lên luôn chung mã này mã cam. Cam này cam trơn. Cam trơn nhé. Cho cô mơ cái theo hồng. Cô mơ cái theo hồng. Nha, lên mã cam luôn dùng. Cam này tay dơ nhé. Lên mã dơ cam luôn dùng có 3. Dơ cam có 3. Cam cho chị hóa chất chống thấm. Cam có 3 nhé, dơ cam có 3, còn 2 đó. Chị nào lấy dơ cam nữa lên dơ cam luôn dùng hết rồi đúng không? Rồi tiếp lên luôn dùng nguyên con này. Lên mã theo đen, con này phông nhỏ này. Phông con này 55 đổ về thôi này. Dơ cam cho chị Lê Hồng, Vũ Thị Ngọc Lan. Vũ Thị Ngọc Lan vô. Rồi nha, lên luôn dùng mã này là mã theo đen có 1. Đen này phông nhỏ này, 55 đổ về nhé. Con này em đọc 55 cái đổ về là phông nhỏ đó. Chị nào lấy theo đen lên theo đen. Rồi lên mã dơi hồng. Dơi hồng, phong này phong 62 chị em mình. Dơi hồng có 1, chị nào lấy dơi hồng chút dơi hồng luôn dùng em là ok. Dơi hồng có 1. Còn không? Rồi nhá, hồng đậm luôn. Dơi cam hết rồi, còn dơi hồng nhá.
đứng à. Dơi cam hết rồi, còn dơi hồng đậm, dơi hồng nhạt, form 62 chị em mà nói. Form này là 62 kg. Hồng nhạt nhá, chị Vũ, chị Ngọc Lan. Rồi còn hồng đậm nữa, chị nào lấy hồng đậm lên hồng đậm luôn dùng nguyên là ok nhé chị em mình nhé. Còn hồng đậm nữa là ok. Rồi, cái này em có một con. Áo nguyên mặt hết rồi. Hồng đậm cho chị Bảo Ngân Thái. Bảo Ngân Thái, rồi lên mã chữ vàng. Form 62. Chữ vàng form 62. Chị nào lấy chữ vàng comment chữ vàng nhá, form 62 kg. Vàng cho chị An Phúc. Vàng cho chị An Phúc. Vàng chị An Phúc. Rồi còn ba con này nữa là hết. Lên mã chữ trắng. Là hết nhé. Chốt mã chữ trắng luôn dùng là ok nha chị em mình ơi. Chữ trắng nhé. Còn cọc quần đằng sau cho lên cho sắp mít cái này để lên lên áo. Ôi trời ơi. Chữ vàng em hết rồi. Chữ trắng phong 60 nè. Để đây cho chị. Chữ trắng này phong 60. Cái này lại chia lên đúng không? Cái nhỏ này ai lại vậy? Bỏ của chị An Phúc đi. Bỏ qua chị Ly Ly. Ly 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 Ly. Rồi lấy mã chữ trắng luôn dùng đi nha con cả. Chị ơi, cái này như cái form này khách nhà em 62 cũng mang được nè. Lưu ý nha, cái này khách nhà em 62 cái bạn mang được đây nè. Cái Thùy Dương con trắng này nè. Xanh này size 55 đổ về. Xanh này con cả, chị nào lấy xanh lên xanh luôn dùng có một nhá. Xanh này 55 đổ về thôi. Xanh này xanh theo nhá. Xanh theo 55 đổ về nha. Chị nào lấy xanh lên xanh luôn dùng là ok. Còn cái chữ vàng này nữa nè. Chữ vàng này còn cá nè. Rồi nhá, hết rồi đấy. Hết ba lỗ luôn. Hết ba lỗ luôn. Còn hai con này màu hồng nhạt và con này màu hồng đậm nữa là hết. Áo năm là hết rồi. Hết rồi. Hết rồi nha. Rồi lên luôn cho mã hồng đậm hết nha. Tạm hết chứ chị em mình nhá. Tạm hết con này. Con này nãy bán tặng mấy cái này lên rồi hà. Cái này lên rồi. Cái này lên rồi. Cho cọc này đi, bán tặng 39k này đi. Hồng đậm cho Trinh Trần 49k chị Kiều Nguyễn ơi. Cho chị cái này đi dung dung. Cho chị cái này nhé. Cái này em còn mấy cái em bỏ lên bán tặng luôn đi chị em mình luôn. Cái sau này là cái mã mình bán 39.000 không? À, lên liền đây nè. Tặng luôn trên line này luôn. Size 55 đổ về nhá. Em lưu ý nè, em nói nè. Nhiều chị như thế này, ngày hôm qua ông đó dẫn 4 người lên, hàng gì em sale trên line là chị chốt trên line thôi. Tự nhiên vui là sale như thế thôi, chứ còn nhiều chị lên bảo cái bộ lửng em bán 101, xong tự nhiên bữa nó vui gì em bán cần 79.000. Xăng được 79.000 xong dẫn nói chung là bò bà con họ hàng như dẫn 4 người lên. Em thiệt luôn. Thử các kiểu thử nhà em một cái bộ đồ không lãi bao nhiêu mà khi em đã sale 79.000 là xả lỗ rồi. Lên thử mở từng bộ thử cả đóng đồ ấy, xong cuối cùng ai chốt đến lúc chốt đơn em kêu cái này hàng em bán 101 nhưng mà hàng kia mình sale cái này em sale tính 100.000. Kêu không, chị mua 79.000 thôi. Em nói mua kiểu đó em không bán nha. Cái gì em chốt trên like, giá trên like thôi. Còn giá bình thường em không bán giá đó. Nên thì dễ mình chốt trên like, khi mà chốt online nhiều khi là giá khác mà bình thường mua giá khác nhá. Đây em nhắc lại một lần nữa, nhiều chị nhiều trường hợp này lắm. Không, trên like con Nguyên nó bán giá này giá kia. Khi mà còn một con nó xả lỗ nó cái giá khác. Một con hàng bom hàng hoàng về giá khác. Cũng một mặt hàng nhưng mà khi hàng bom hàng hoàng về giá nó khác rồi. Em nói trước nha. Cho lên xả một mớ xong cuối cùng không lấy. Em bởi nay em không thích khách mà tới nhà thử này thử kia hết mệt lắm. Cái này tặng hết 30k luôn. Lưu ý nha, em nói trước em nhắc cái này vấn đề này em nhắc lên là rất là nhiều lần rồi. Tặng 30 luôn, size này 57, 55 đổ về, chút 55 đổ về cho nó không thả nha. Tặng 30 đen luôn. Con này phải lên liền mỏng ấy, mỏng thôi không dài nhá. Đi chị 30.000 luôn. Chút mã 30 đen, chị nào đang có đơn là chốt con này nhá. Lưu ý nha, những cái này trường hợp này là em nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi. Giá trên like khi em sale like, ừ chị em chốt trên like đi. Còn bình thường không mua trên like, lên thử mà bắt chốt theo giá trên like em không chốt nha. Cho chị thu hàng cái nữa nè. Lưu ý nha, em nói trên đùi hiện tại em đang không nhá. Nha, em nói trước cái vấn đề này nhá. Chị Xí tiền cá. Chị Thùy Văn hai cá luôn. Thùy Văn hai cá luôn. Rồi nhá, lên mã 30 đen luôn rồi. Ok, giá này em chỉ chốt trên like thôi. Chị tặng trên like mấy cái này thôi. Cái này lẻ, trong đó hàng lẻ em bỏ ra bán tặng luôn. Chị mình 30k thôi.
nha. Nhắc lại một lần nữa là giá trên line nó khác rồi. Cái này em có một cái size này dành cho chị em mình 55 độ về, quần lửng nhé, tặng 39 luôn, quần cao độ, quần đuổi đuổi dài. Ở đây có một cái nữa nè, đây còn cái nên cũng là được hai nhé, một cái size M, cái size L, 55 và 57. Ừ, có thì bỏ vô cho, có thì gộp vô cho. Rồi nha, cái này em có hai caro thì văn cái nè, thì văn cái rồi cái size L 57 và đi 39 cao luôn, rẻ. Không có đâu chị Thu Oanh ơi, không có, không có. Ba lỗ với chai làm gì có. Rồi cái này em có một cái. Trời. Con không đuôi đen. Size 57. Cái chị Hiền Liên. Thùy Văn à? Đặt rồi má. Trời. Cái này còn không Nguyễn? Cái này còn hai à? Còn một à? Cái này có một cái thôi. Size XL. Size 58. Gọn 60. Chút 58 thì cho nó thông thả đi chị ơi. Lên 2XL. Có 2 cái XL thôi. Đi 39.000 là lên dọn kho nhé chị em mình. 39.000 con này luôn, rẻ quá em nói thiệt luôn. 39.000 có được hai cái thôi. XL chị Hiền Liên cái còn cái XL 39.000. Con này chắc của nó là đuổi xước nhé. Đây nè. Cái này size XL còn cái size XL nữa kìa. Còn một cái size XL nhé. Rồi lên mã nút. Nút này nguyên có size ML. Nút này còn 2M 2L. Cái chị Nguyễn Ngọc cái size XL đi. Nữ Ngọc có size XL nè, đi vô. Đây nè, đây nè. Rồi lên nút luôn dùng ML. Có hai cái. Nút này có hai cái, bốn cái chứ hai cái. Ui quần dài luôn. Cái này em đem chị em 45.000 đi. Cái này quần dài em đem chị em mình 45.000. Rẻ hàng chị em mình đi ra mua ngồi 79 ta. 52 với 55 ký thôi. Quần này là quần đuổi dài, đuổi sức dài nhá. Khách mà nhà hàng Nguyên nhận hàng đuổi sức về là hai họ tới luôn, thì giá là rẻ hơn giá thị trường rất là nhiều. Nha, còn được hai cái size M, hai cái size L, M 52 thôi. Cái mã này M 52 và L 55 cho mã dài 49 cao, được hai con thôi. Chị nào lấy dài kèm size luôn dùng đi nhé. Dài size M 52 đổ về và dài size L 55 đổ về. Nha, mở chị Nguyễn Ngọc nè. Ê, Nguyễn Ngọc này. Cái này 45 cao nhé. Cho chị Hồng Phụng. Rồi còn hai cái nữa là hết. Ê, còn cái size S, cái này ngố rồi, ngố 39 cao. Y màu nhưng mà là vậy ngố nhé. Quần ngố em đi luôn chị em 39 cao. Dài size M cho chị Tuyên Nguyễn. Dài M đây chị, Tuyên Nguyễn này. Tuyên Nguyễn này. Rồi cái này lên mạng ngố 39k. Xe 50, ngố S. Ngố S xe 50 nhé, xe 39. Chị nào lấy ngố S lên ngố S xe 39k. Ngố S nha. Chứ mạng ngố S luôn dùng nguyên là ok. Tương tác lên dùng nguyên tính như chị em mà nói. Đẩy viên lên tiếp ở đây. Xe, cái này em còn 4 cái. Cái này là mì. Rồi vải con này miên mang luôn. Con này vải miên mang luôn, có mấy con, có 4 cái. Chị kim cả CS này, kim cả CS này. Có cái này đang lộn cái chân váy bé, ôi cái này lộn cái chân váy bé rồi. Cưng chưa, miếng vừa ấy. Nhỏ quá hề, 15kg độ vậy. Trời ơi, cưng chưa, dạ này chứ. Lộn vô cái của bé, xinh lắm. Xe dưới 15, 39k đi. Xinh lắm, cái này xinh lắm chị mình, 39k nhá. Lên mã bé. Thế. Xin này cái này cho nó mang. Đấy hết. Cái này mang với áo ba lỗ nó đẹp ấy. Con này quần chín tắc nhá. Con này là mì. Mì muối tiêu ấy. Size to, size 60 nhá, được 3 con size 33. 3 con size 33 nhá. Đẹp bị vải nhưng đẹp cũng giãn nữa. Nè. Mông to mà không được. 3 con thôi. Size 60. Đây chị em con này 49k nha, anh ta có. 49k con này luôn. Có 3 con thôi. Quần này dạng quần chín tắc với chị em mình không? Quần chín tắc có 3 con. Quần này là quần mì muối tiêu ấy. Mì muối tiêu ấy. Cho chị Hiền Liên cái hai cái gì TT 49k. Hai cái gì TT là hết. Những cái này là còn lẻ này. Đẹp luôn à, đẹp hơn luôn à. Chị không có túi à. Đâu, cái này cho chị Hiền Liên còn hai cái này gì TT. Hết nhá. Nó có 3 con thôi. Rồi lên mã bi luôn dùng đi. Chút bi lên luôn dùng đi nhá. Chị nào lấy bi lên bi. Ồ thấy cái ly cà phê của mình chưa hết kìa. Bi em hết. Bi này em xây chị em 39k và xây 55. Chị hết đi rồi ta chặt. Cái này có 1 cái đẹp nhất à. Hết rồi, hết chút luôn rồi. Còn lẻ tẻ thì không chịu móc ra. Lúc mà người ta like lên cái đẹp với đẹp. Bi cho chị Bảo Ngân Thái.
Bảo Ngân Thái, cái này có cá hồi nãy xe con này mấy tiền ta? Con cá kia hồi nãy xe mấy tiền? 49k à? Size này size 50. Màu bò size 50 nhé. Ti ti bán lại gì kìa. Size 50. À, màu bò này. Không thích sinh thu à. Nào này tiếp chà. Sinh thu có co để chấm chấm chấm. À, xe 55 đổ về lên mã xanh đen. Con này nãy xe 45, 49 này. 49 à. Áo khoác đó, áo khoác đó. Cọc này sale hàng một lớp. Chào 49. Đấy kìa, xinh thu kìa. Đâu, cá cây chút. Đâu, cá cây đâu, chị tiếp trăng rồi. Con này còn 52 cái đổ về, 49k con này quần kaki nhé. Xanh đen. Đây chị hoa hồng xanh pha. Hoa hồng xanh pha này. Ti ti này. Ti ti này, rồi xanh đen nhé. Chị nào đấy, màu này màu xanh đen không phải màu đen nữa chị em mà nó. Còn có được mấy cái. Xanh đen ấy, xanh than ấy. Gì thế chứ. Chị Nguyệt Hoàng kêu là ti ti có rồi nhá. Nguyệt Hoàng kêu sao là không thấy chị xin thu. Chứ có gì đâu, định nói xấu một xíu nhưng mà. Xanh đen ấy, tiết trần. Tiết trần thì bên đây có rồi. Rồi lên. Quần này là quần giãn ấy. Size 52 đổ về giống như là quần giãn chéo. Con này đi chị em 45k. Thay mã trắng, chốt trắng có một nhé. Xong cái bộ xuống hàng nó lên luôn đi. Còn ít em bỏ lên. Có cả trai cả gái luôn nha. À. Nhưng mà em nói nè. Đó, hết quần ti ti. Ti ti trắng kìa. Ti ti trắng kìa. Đây này. Em nói thật sự cái bộ này em sale cực kỳ rẻ luôn. Cả nhí cả nhỡ gì em sale hết nó luôn chị em 49 sao luôn. Đây mã tra hoặc gái nhá. Chị nào hiện tại đang có đơn thì mua một bộ cũng được. Nhưng mà Nguyên nghĩ là nên mua một vài bộ. Với cái giá này. Từ 8 đến 24kg, 25kg. Em sale luôn chị em mà nói 49.000 luôn. Hiện tại chị nào đang có đơn thì chốt một bộ em vẫn đi đơn. Còn bình thường ví dụ chốt lên cha bộ này phải hai bộ em mới đi đơn. Em xả lỗ cái bộ này nhá. Trời ơi, nó đẹp lắm. Bộ này là bộ xuất hàng với chị em mình nhá. Bộ xuất hàng cho bé, có cả bé trai, có cả bé gái. Lên mã trai hoặc gái kèm luôn, dùng nguyên số ký là ok. Em lên luôn chị em mình bộ này. Giá lên luôn chị em mình là sale 49k gọn kho luôn. Lên kèm luôn dùng em bé trai hoặc bé gái. Chị ơi, lên không như thế số ký em không biết đường chốt. Và lên kèm cả số lượng trên like luôn nha. Đi luôn cho trẻ mình từ 8 đến 25kg có sao em đi đồng một giá luôn nha. Đồng một giá luôn cho chị Tăng Nguyễn hai bộ trai. Tăng Nguyễn hai bộ trai. Mà chị 22 trai 22 nhá. Cho chị Nguyễn Thị Thùy Tiên không in được bill ấy. Nguyễn Thị Thùy Tiên cái này không in được bill thôi, để em chụp màn hình đi rồi bóc cũng được chị. Em chụp màn hình đi rồi bóc đây chứ ghi lại nó lâu bị ngùng không in được bill nha. Ok nè, Nguyễn Thị Thùy Tiên nè, Trung Kiên Nguyễn nè, Sang Sang nè. Lên số lượng bộ nhá, chị nào không lấy lên số lượng là em mặc định là một bộ nha. Ta đang nguyên chụp màn hình thôi chứ cái này không. Tay 8, ok nhá. Em nói 49 thì nó rẻ quá. Bộ này chắc rất là đẹp luôn, bộ xuất hàng. Có cả trai lẫn gái nhá chị em mình nhá. Được chưa? Từ 8 đến 25kg. Chị nào mà không lấy số bộ lượng bộ là em mặc định là một bộ nhá. Nguyên nghĩ là nên mua mỗi màn bộ đi. Nó rẻ quá. Em đang mặc hết rồi, chị ơi, làm gì mà giờ mới vô. Rồi ok nhá, chị nào chưa có cái này lên luôn dùng nguyên mã này. Quần ngố à, từ. Quần ngố còn size 57, quần ngố gì ta? Ngố năng mông có đem đó gì? Cho lên nó ít ngố năng mông đi. Ngố năng mông nhưng mà chị chưa ấy cái chưa dám up đâu tại vì nó có ít quá. Ít quá không có up về đợt đi. Nó đang ra mẫu mới cũng ngố như thế mà u mì. Ok nhá, chị nào lấy cái này cứ nước cứ lên luôn dùng nguyên nhá. Chốt lên luôn dùng nguyên bộ này đẹp lắm. Ok chị Hiền Trang, ok chị Hồ Lành nha. Cái này trên like ví dụ như chị em mình đã có đơn thì một bộ em vẫn đi đơn, còn chị nào đặt chuyên bài phải hai bộ em mới từ hai bộ em mới đi đơn nhé. 49 căn bộ chị em mình thấy bộ xuất hàng này toàn hàng người đi ta 69-79 nghìn bộ hết. 69-79 nghìn bộ hết. Chị nào lấy mã này lên mã bộ bé kèm luôn những số ký nhé, phải đẹp lắm. Riêng bộ xuất hàng thì là chạy nhiều lắm rồi, năm nào em cũng chạy xuất hàng hết. Năm nào nó cũng chạy xuất hàng hết.
rồi nhá, lên mã trai hoặc gái kèm luôn dùng số ký nhé chị em mình nhé. Nhưng mà chị nào hiện tại không có đơn thì chỉ đi đơn từ hai bộ thôi nha. Riêng mày hiện tại chị nào đang không có đơn thì em sẽ đi đơn từ hai bộ, ok nha. Chị nào chưa có thì lên luôn dùng nguyên đi, đi luôn cho chị em mình là 28 ký không có chị ơi, 28 ký em hết. Cái này đến 25 ký thôi. Nhiều hình lắm nhưng mà thôi em không mở ra nhé. Rất là nhiều hình nhưng mà em không mở ra. Không biết ở trên này có ai còn xem like của mình không luôn. Mù mờ luôn. Cái này em còn sót mấy cái nè. Cái này hàng sót kho nè. Cái này hàng sót kho nè. Đây khó. Cái này em sale luôn chị em 69k hàng dập văn nhé. Cái này em còn sót 1 cọc. Hàng này hàng dập văn nha chị em mà thôi. Lên nè. Ôi cái này còn cọc size to. Cọc này toàn size XL, size 60. Wow. Wow, toàn size XL, toàn size 60 hết. Cái này em sale nó luôn chị em là 69k. Màu đen hàng dập văn size 60 đổ về là chị em chốt ok nhé. Lên mã đen luôn dùng đi. Hòa toàn bộ lá ép văn nổi hết. Mua con áo này 69 rẻ quá chị em. Hàng này hàng sót lại nhé. Đen size XL, size 60 đổ về. Những cái này thứ còn có 1 cái thôi. 69k hàng dập văn nha chị em mình nhé. Sale luôn chị em mình gọn kho giá 69k luôn. Chị nào lấy đen lên đen này. Đen 69 thứ còn con cá thôi. Xanh đen luôn. Xanh đen có. Xanh đen 69 này. Màu hồng đậm 69 này. Hồng đậm 69 luôn. Chị nào lấy hồng đậm comment lên hồng đậm. Xanh gì đó chị ơi. Có xanh đen và xanh vịt. Xanh đậu. Đủ thứ xanh hết. Lên rõ màu cho em. Lên rõ màu cho em nha. Chứ không cứ lên xanh không biết chút xanh gì xanh thang đúng không. Màu hồng này. Hồng đỏ này. Màu xám nè, xanh vịt nè, xanh vịt nè, hồng đậm cho chị Vũ Thị Ngọc Lan rồi nha. Màu xám, màu xám, xanh đậu nó là hết 69k luôn chị. Xanh vịt rồi nha. Rồi lên luôn chung mã xám toàn bộ là hàng dập văn nổi và đi chị ơi. Con này 69k thôi chị em mình nhìn hàng này. Nó đẹp lắm luôn, còn được mấy con thôi nha. Lên xám luôn dùng đi, do vừa sale mà cho chị em mình chọn mày thôi. Màu Ngọc Lan rồi, chốt rồi. Rồi nha, lên luôn trong mã xám luôn dùng nguyên 69k con và màu cuối cùng. Không có L chị, hết size L rồi. Còn mỗi size L, à là L có cái xanh đen. Xám cho chị bé Huỳnh. Bé Huỳnh. À chị Lưu Bảo Lan ơi, còn cá màu xanh đen nè. Chị Liên có rồi, size L còn cá xanh đen. Rồi. Xanh đậu nó là hết. Đậu nhá, chị nào lấy đậu lên đậu 69k luôn. Size L nha. Hàng này hàng một lớp chị em mình, toàn bộ hàng dập văn sale 69k. Chị nào chưa có cái này lên. Có mấy cái áo tôm mì nó cho lên luôn. Xanh đậu chị Trinh Trần. Trinh Trần. Rồi nha, xanh đen thì có size L và size XL luôn ấy. Chị nào lấy xanh đen lên xanh đen nhé. Nha, chị nào lấy xanh đen lên xanh đen. Rồi cái này. Ai chưa có cái này thì lên luôn cho em. Hắn giống như là mình đứng lên là một con cọp á. Xanh đậu size L chị Quỳnh Lê. Là một bình này em là không. Không, em đâu có ở Âu Cơ đó. Nhà em đâu có ở Âu Cơ đó. Xây lời chị Lưu Bảo Lan. Lưu Bảo Lan này. Lưu Bảo Lan. Lưu Bảo Lan ấy. Xanh đen xe XL cho Hiền Liên. Yên tâm đi, nó có máy ấy. Nó do bị đó. Con này ai nhanh có. Nó về được ít quá. Quần năng mông nhá. Quần ngố năng mông ai xót. Nó là về đợt này đúng không? Về đợt nào là trái đợt đó, không có hàng. Nay mỗi đợt về là trả được ít, thôi. Lên luôn dùng nguyên cái này, chị nằm mà hay mua áo phông rộng của nhà Nguyên rồi. Mít mấy con này lên rất là đẹp. Trong một mã thôi. Còn bao nhiêu tối lên. Rồi, con này lên luôn dùng nguyên nhé. Con này là quần ngố năng mông A-Sot. Áo ngực đang thô mai đi. Mai hoặc là chủ nhật đi cuối tuần, ví dụ như không chút đơn đổi ra tranh thủ chọn cái ngực lẻ lên sale hết nha. Lên luôn dùng mã ngố năng mông. Con này em chạy cực kỳ luôn, cháy hàng liên tục. Cái này em sale luôn chị mình 59k con, 59k nhé chị mình. Lên luôn chung mã này, mã năng mông, hàng này em chạy quá nhiều rồi đúng không. Chị nào cũng phải là vài con trong tủ, cũng phải có vài con này. Mang quần ngố phối với áo phông rộng của dòng Nguyên ấy, chờ lên cho em số ký. Cái này hàng có size từ size M đến size mấy là 3X à, size đến 62kg nha. Lên mã ngố kèm luôn dùng nguyên số ký là ok nhé. Ngố kèm số ký 59k con, quần ngố năng mông A-Sot với chị em mình ơi. Bao nhiêu đợt hàng em nói thật sự, em chạy cái này phải là 5-6 đợt hàng rồi, về 5-6 đợt hàng, nhưng mà đợt nào là hết đợt đó. 5-6 thì chị ăn phúc,
5-6 ký chị ăn phúc nha. Lên mã này mã năng mong kèm số ký luôn, dùng nguyên là ok. Em đưa chị em con này 59 cân, con này không xăng hơi phí nha, con này không xăng hơi phí. Rồi coi cho em miếng nước Nguyệt, cho em miếng nước Nguyệt rồi nha. Còn còn bao nhiêu view đó, sao mà lên XT 49 gì Lê Bên To, 49 gì Lê Bên To, 3X cho chị Sinh Pha, 3X cho chị Sinh Pha, 56 An Phúc có rồi đâu, 56 hai cái chị Trung Kiên Nguyễn, Trung Kiên Nguyễn, 3X cho chị Sinh Pha chưa, Trung Kiên Nguyễn, XL cho chị Quý Nguyễn, Quý Ngắn, xây L cho chị Lưu Bảo La, L cho Lưu Bảo La, 57 hai cái thì Ngọc Trang, Ngọc Trang lên lại thông tin cho em đi chị Ngọc Trang ơi. Ai đang mang khách chốt rồi chị ơi, ai đang mang khách chốt rồi. Rồi ok, chị nào chưa có mã này nữa lên luôn dùng đi nhé. Buồn ấy nói là buồn ấy nhé, sợ hết cam rồi, tổ hết cam rồi. Con này ai nhanh có nè, vứt cho Nguyên cái móc gì này, con được hai cái rồi đúng không? Ai nhanh có con này nha, móc gỗ vô cho chị cái móc gỗ. Cái này có hai cái thôi, ai nhanh có 888 nè, được cái này có mấy, có mấy con thôi. Cởi ra à, để kiếm cái gì cởi ra để thèm kìa, kiếm cái gì cho Nguyên cởi ra cái này, tại vì ti ti áo giá này mang cho nó mát người. Cái này gì ti ti nè, bà thích màu vàng. Rồi lên mã xanh thai nhé, 59k con này, phone này phone 60 số 2 nhé. Vậy nó mà xuống đi. Okay. Không, cái này cũng đẹp hơn. Cái này là giấy tàu. Mấy cái áo không chị ở xanh thai đi cây. Xanh thai đi cây. Em thay ra để chị Quý đi kêu bảo để học thêm. Đây, cây cây đây. Đâu đây? Mấy lần mà mãi mau tờ một khách sạn. Cho thay mà. Không mở áo ra rồi, thay con này mang giống như không mang luôn. Mang giống như không mang, xíu nữa em bán tặng cho em con này, còn ít. Rồi có một cặp này em lên trước đi. Ai nhanh coi được cái like chưa, nay chốt cái này sướng nè. Mã này, Tommy, Tommy cam. Lên mã T cam luôn dùng nguyên nha. Ôi, đẹp rụng rồi luôn. T cam nhá, chốt lên mã T cam luôn dùng nguyên là ok. Chờ em chia sẻ phát này với chị em rồi nói. Lên T cam 59.000 thun thái 888. Nguyên nói là like xong khách hỏi nhà Nguyên Toàn, hỏi sĩ cái này không. Cam hồn phục. Em nói là riêng cái này á, like xong toàn khách hỏi sĩ cái này 888 với 790 á. Bởi ngoài thị trường người ta bán vậy mình con giá rất là cao. Con này người ta bán giá cao lắm, 89.000 con hết, hôm nay bán 59k. Để hàng lẻ tẻ còn bộ quần nó xíu tối Nguyên xe cũng giờ like. Xíu mà xe con này rẻ lắm. Từ từ em lên cọc này đã. Rồi lên mà xám luôn dùng con cái. Xám này có một cái thôi nè, chị nào lấy xám đây xám nhé, tê xám luôn dùng đi. Vải nó mướt mượt mượt luôn, nó đã lắm luôn ấy. 2888 nhá. Lên mã này là mã tê xám luôn dùng đi nhá. Xám hồng phụng luôn. Cái bao hồng phụng chỗ nào đó thì? Bỏ vô bao cam đi.
bỏ bơ bơ cam đi chứ không rớt rớt ra ngò nó lộn. Rồi lấy mã này là mã tê hồng. Tê hồng. Tê hồng có con cái. Chị nào lấy tê hồng thứ có con cái thôi nên là em lai từng màu luôn chị em mình không có số lượng nhiều. Lấy mã tê sáp, à, tê hồng luôn dùng nguyên nhá. Tê hồng luôn dùng nguyên. Chị nào lấy tê hồng, tê xanh nhạt. Không được một cho ti ti. Thôi, dơ màu như này cho nó nhanh. Xanh nhạt có con cái. Xanh ngọc có con cái. Nha, chị nào lấy xanh lên xanh. Xanh ngọc này, xanh nhạt này. 59 càng con nhé, chị nào lấy nè. Mỗi màu cái, như này cho nhanh. Mỗi màu cái cho Hồng Phụng đi. Ở cho Hồng Phụng, rồi còn 3 cái. Trắng hết, cái này trắng không có. Xanh chị Thúy Nguyễn này. Xanh này Thúy Nguyễn đi. Rồi còn xanh đen với lại màu nu, nu nu này nè. Còn màu xanh đen và nu nhé. Còn màu xanh đen và nu nha. 59 k thái 88 là 59 k xanh em hết rồi chị xin kia ơi. Còn màu xanh đen và màu nu thôi 59 k nhé. Xanh đen với nu này. Màu xanh lạ xanh đẹp này. Con này đẹp quá này. Màu xanh đẹp đi chị nào lấy xanh đẹp lên xanh đẹp xanh lạ không phải là xanh đen đâu màu nhạt nhạt hơn xanh đen giống như màu tím than cũng phải tím than giống như màu tím đúng là màu tím than đó. Cái mã xanh đẹp và màu nu được hai con mã tôm mì này nữa là hết. Rồi tương tác lên em bán tặng cho chị mình mã này. Mã Nguyên đang mang nha. Cháu Nguyên đang mang lên đi. Cái này em sale nha, có được mấy con thôi. Tiến thai dự xuống chi. Lưu ý con này là dòng giấy tàu. Nè, vải này chị mình nè. Mang giống như không mang đồ luôn ấy. Phải mắc lắm. Vôn này chị em mình 62, thậm chí 65 chị em con mong trang được chị em mình ạ. Bao nhiêu ký cũng mang được con này hết. Nha, riêng con này bao nhiêu ký cũng mang được. Giá bán tặng nha. Dòng giấy tàu nha chị em mình ơi. Lưu Bảo Lan lấy cái màu nu nu ấy cho chị. Còn cái lấy cho chị Lưu Bảo Lan đi. Tê hết rồi nha. Đừng được rồi. Con này chị em mình bao nhiêu ký mang cũng được hết. Từ từ chờ em tí. 65 ký vẫn mang được. Nha, từ 40 65 mang được. Ok hết con này. Em đi luôn cho chị em mình con này. Em lai tắt nắp rồi, chờ đợt sau, chờ đơn sau đi chợ hết rồi. Và em bạn Xuân Thu, em sale luôn chị em mình con này 32.000 một cái. 32.000 một cái. Chị Xuân Thu một cái đi. Chị Nguyễn Ngọc hai cái. Nguyễn Ngọc hai cái, 32.000. Trời ơi. Nguyễn Ngọc hai nè. 32 nhân 2 nè. Cho chị An Phúc cái chị. Quý Nguyễn cái. Quý Nguyễn cái. Cho chị bé Huỳnh cái dịu lên cái nữa là hết. À đây còn cái dịu lên. Tràng thị kim hoa. Tràng thị kim hoa này. Bé Huỳnh này. Dịu lê. Tràng thị kim hoa ấy. Rồi lê lê cái đang mang nữa là hết. Cái đang mang nữa là hết. Trời 32.000. Kim được không? Nè nói trước nha, cái này người ta may lai kiểu nhà nha. Đừng có về cái là kêu em ơi bị lỗi không nhận hàng nó đuối luôn ấy. 32.000 con này, Nguyên nói là vô mùa hè mà mang con này. Gọi là giấy tàu. Phong giấy tàu. Mùa hè không dùng Nguyên nhá. 32.000 thôi, hết vàng rồi. Lên mã này là mã đỏ luôn dùng Nguyên là ok nhá, 32. Cái này đỏ không phải cam đâu chị ơi. Cái này là đỏ không phải cam nha. Ờ, tê bóp mới được. Em vô tê bóp đi. Máy nó cũng có tê bóp mà. Đỏ cho Thu Nguyễn, đưa đây Nguyên đang nhập cho. Đỏ Thu Nguyễn. Trần thì kim thoa chứ không vô bên kia là nó bị ẩn comment hết. Đưa đây chị đang nhập cho, đang nhập được chưa? Trần thì kim thoa. Thành Nguyễn. Nguyễn Lan. Trinh Trần. Trinh Trần. Tại vì ảnh comment mít thôi. Ủa răng này đăng nhập không được ta? Được chưa? À, cái này không được rồi. Này trả cái điện thoại này nè. Rồi nhá, chị nào lấy đỏ lên đỏ luôn dùng nguyên nhá. Trời ơi. 32.000 bằng mỗi màu cá đi chị em mình ơi. Để dành mà mang. Mang bao sướng luôn. Đấy còn mấy con màu đỏ chị nào lấy đỏ lên đỏ luôn dùng nguyên nhá. Màu tím. Cho chị màu tím. 32.000. Nếu mà cái này là em bỏ lên bán tặng đầu like á.
giờ bán cạn giữa lai. Cái vàng à, vàng hết rồi. Cái đạp không kỹ á, nguyên đạp không kỹ á. Bỏ ra đi. Lên mã này là mã 32 tím. Trời ơi. 32 tím. Phương nói này rẻ, mở trên chỗ nào rẻ người ta thôi là chạy số lượng, người ta sẽ đi 59.000 một con. Sẽ đi 59.000 một con. Nguyệt Phạm ấy. Trần Thị Kim Thoa này. Trần Thị Kim Thoa này. Thu Sương này. Thu Sương này. Thu Sương nhà vô. Thu Sương. Thì Thanh Nguyễn này. Thanh Nguyễn Công Giáo. Nguyễn Ngọc. Hạnh Nguyễn. Thu Nguyễn. Hạnh Nguyễn, Thu Nguyễn. Rồi ok, còn được 3 con tím, chị nào lấy tím này lên tím cho Nguyên nhé. Trời, 32.000 con. Rẻ quá thể luôn. 32.000 một con như thế nào nhé. Rồi chị nào lấy tím này lên tím luôn, dù Nguyên còn 3 con tím. Nhá, chút tím luôn dùng Nguyên. Những cái mã này đáng lý ra là em bỏ lên bán càng đồ loai á. Ba cái cọc đó là ba cái cọc hàng bô mà Huyền có đi lại không đó Huyền. Hàng hòn, bì vàng nè. Còn ba cái màu tím chị nào lấy tím 32 lên tím 32 luôn dùng Nguyên nhé. Rồi một xanh reo. Xanh reo nhé. Lên mã reo 32 luôn dùng Nguyên. Ok chị em mình nữa. Đấy. Đi 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 Nguyên coi em. Bộ bé reo nhé, comment lên reo luôn dùng Nguyên nhé, reo luôn dùng Nguyên. Chứ là còn bộ lanh bỏ ra cho em, bộ lanh lửng đồ lên cho em luôn nhé. Đây cho chị Tiết Ngô, cái này là dạng nè, nhìn hàng nè, dạng như thế này á, giấy tàu. Cái này chắc là chị em mình mua nhiều dùng Nguyên rồi. Mỗi năm là vô mùa nắng là em chạy cái này nhiều á. Reo luôn dùng Nguyên nhé, reo Tiết Ngô chưa? Tiết Ngô, Tiết Trần, Quỳnh Lê, Thu Sương, Nguyệt Phạm, Bé Huỳnh. Rồi ok nhé, còn 3 reo chị nào lấy reo nữa lên reo luôn dùng 32.000. Mua mỗi màu một cái để dành mà mang với chị em mình nữa. Mỗi ngày mang một cái, 32.000 một cái, bao rẻ luôn. Nha, chị nào lấy và reo chị Thanh Nguyên rồi ok. Chị nào lấy reo nữa lên reo nhé. Cái này bộ bé là xe 35. Hàng này hàng bao nhiêu tiền? 85.000. Bộ bé này xe 35, 85.000. Cái này em xe chị em 69.000 luôn. Xe 32 đến 35 ký nhé chị em mình nhé. Reo chị Thu Nguyễn luôn. Reo Thu Nguyễn. Cái này xe 32, 35 nhé. Lên mã xanh bé 69. Chị nào lấy xanh bé 69 chút lên luôn dùng. Cố gắng chia sẻ lên luôn dùng nguyên chị em mình nhé. Xanh bé 69k hàng nàng bom nè. Hàng này em đang đi 85k nè. Đấy, và cái hôm bữa là bao nhiêu chị chốt cái cỡ ký này hết sành xanh rồi. Thì chị em 69.000 luôn. 69.000 luôn. Con riêng là 135 nè. 135 hàng lỡ rồi. Hàng lỡ nhé. Hàng lỡ. Con này xe 52 đổ về. Cho chị Nguyễn Hoa. Nguyễn Hoa nào đây ta? Chị Quỳnh Lê có rồi chị ơi. Reo cho chị Hạnh Nguyễn luôn. Reo cho Hạnh Nguyễn luôn. Con này em bán tặng luôn cho chị em mình luôn. 89k quần riêng này, xe 52 đổ về. Riêng này riêng chính tắc nhé. 52 đổ về chị em chốt ok nhé. Sale luôn cho chị em mình con. Ủa có sống mấy view à? Thích siêu thế. Cho em lên bộ luôn chị nha. Rồi lên luôn dùng nguyên cọc này màu hồng. Lên luôn chị em mình 32.000. 32.000 hồng. 89 cho chị Nguyễn Ngọc. Ừ. Này đẹp quá. Nhiều. Rồi lên luôn chung mã hồng 32.000 nhé. Hồng chị Tiết Ngô này. Tiết Ngô này. Rồi lên hồng luôn dùng em. Ok 32 nhé chị em nó. Hồng 32 nhé. Hồng 32 chị nào lấy hồng 32 chút hồng 32 luôn dùng em bao rẻ luôn con này luôn. Hồng 32. Cho chị Thu Nguyễn, Thanh Nguyễn. Chốt hồng 32 luôn dùng Nguyên nhé. Thu Nguyễn, Thanh Nguyễn.
Rồi chị nào lấy học 32.000 mua một con áo này rẻ quá chị em ơi. Hồi nay mang con này bao sướng luôn. Size này chị em mình lấy 65 một bông trang vô tư luôn. Nha chị nào lấy hồng chút hồng lên luôn dùng nguyên là ok. Chị cho em cái bộ bộ lanh chỗ đó cho em teo. Bộ lanh công ty á. Ngay góc kìa. Còn quần chín tắc. Chín tắc mẫu nào ta? Chín tắc mẫu nào trời? Bộ lanh hàng công ty nhé chị em mình. Ai đây đây đây. Trong ngần trước có cái mã mì mì muối à? Mì muối lửng đài xa á chị. Xem lên đi. Thôi. Hay xe sao? Đi cho đi chị à. Cái này hai cái đai nhé, mà chị em không chọn đai, đẹp lắm. Này mới tiêu mười lỡ. Đẹp cực kỳ luôn. Đây chị em mình nhìn hàng. Hàng này đai size như vậy mà là hàng xịn luôn. Size còn size tới size máy gì? SML XL hay kìa. XL đâu XL thôi à? Cái này có hai bản đai nha chị em mình nhé. Đây em coi thử. Em mang lên luôn chị em mình xem luôn. Kèm số ký luôn dùng đi. XL à? XL. Con à? Đưa đây em xem sao luôn. Trời ơi, số quần này. Mình mang hai cái quần á. Quần này quần chín tắc nha. Này, cái quần này em mang trong cái quần đùi nó chị em mình nhìn con đẹp lắm. Cho em cái ghế. Cho em cái ghế đến này sắp coi nè. Cái này chốt đến 55 thôi chị em mình nhá. Cái chi từ từ, cái này từ từ trời nó chín. Cái này hàng đài sai, cái này chị em mình nên mua đi. Mùa này phôm này phôm chín tắc nha. Đúng rồi chị em mình nhìn phôm. Trời ơi, mang ở nhà, mang đi cà phê, cà pháo, mang đi chợ khác, sẽ lại mang luôn. Bây giờ mình nhìn không? Tại vì Nguyên Ma ở trong một con quần nữa nè. Cái này em lên luôn cho chị em mình. Mì này là mì muối tiêu nhá. Cái này hàng còn nguyên ri nha chị em mình ơi. Có hai đai nhá, đai vuông và đai tròn, sao kệ bóc đai đại đi. Đại đi. Đại đai đi. 55 đổ về thôi. Xem chị em mình 55.000 con này luôn đi. Đi. Xem 55.000 nát con này luôn chị em mình nhá. Nha, em đem luôn chị em mình con này 55k lên luôn cho mã này là mã lỡ đi. Lỡ 55 kèm luôn dùng cái số ký. Cái này chắc mì với tiêu đó, phải đẹp lắm. Giả nhiều lắm. Chị nào lấy cái này lên mã lỡ kèm luôn dùng nguyên cái số ký là ok nhá. Em teo lên cho chị em mình con này 55k luôn nhá. Chốt mã 55k. Kèm luôn dùng nguyên số ký nha. Hàng có size có số đó chị em mình. Nhá, hàng sai số này là dễ mình kèm luôn dùng nguyên số ký luôn. 60kg là cái này là không có rồi chị ơi. 60kg không có rồi. Không chị Phan Hồng Văn, XL chị Nguyễn Ngọc. Rồi. XL chị Nguyễn Ngọc. Nó không có không có size bự hơn đâu chị ơi. Size XL chị Tiếp Trần luôn. XL chị Tiếp Trần luôn. Rồi lên mã lỡ kèm size luôn nhiều nhé, hàng này hàng đài size như chị em mà nói. SM LXL. Đâu bà ra đúng không? Còn mình từng này cái đúng không? Bên này không thấy bao nhiêu view à? Cái này á, có 65 view à? Rồi cái này em bán tặng luôn, chị nào đang coi like chút. Cái này mà chị nào đang coi like chốt nhanh luôn nè. Bà ra hôm bữa bao nhiêu chị hỏi nè. Sao này đừng hỏi, cái này chị em mình không cần hỏi bao nhiêu ký mang vừa nữa. Hàng nàng mốt trong bà ra ren cho chị em mình ơi. Cái này là size cho chị em mình nè. 62 còn bông trang vô tư, hàng này giảm nhiều lắm. Hai màu nhé, mốt đại màu nhé, còn mấy cái đó. Bao nhiêu ký cũng vừa, giảm nhiều lắm. Size 62 chốt đến 62 thôi. Cái này em bán tặng luôn.
có hai màu nhá. Chị nè có đơn thêm cái mã này vô, thêm cái này vô, cái này em sale nó luôn chị, mình là 35.000 luôn nhá, lên mã bra 35 nhá, cái này không có size nhá, riêng bra là không có size vậy mà thôi, hai màu nhưng mà chị em mình sẽ không chọn màu, em còn mấy chục cái còn sót lại đừng tập từng này, để luôn cho chị em mình là 35.000 một cái, rẻ chưa, ở trong nó có mốt hẳn rồi chị em mình nhá, ren đằng trước phối ren trước phối ren đằng sau, đây mã bra 35k một con, chị nào lấy bra 35 lên bra 35 luôn, dùng còn mấy cái này. Tương tác xíu nha chị em mình thôi, sao chỗ này thấy đứng đơ rồi, sao chỗ này thấy đứng đơ rồi, đây mã bra sale 35.000 nhé, chị nào lấy bra 35 lên bra 35 luôn, dùng là ok, sale cho nó gọn nhà thôi, cái này thứ còn sót cái tương tác cái chị em mình không thấy, không thấy chấm chiếc gì trơn trời, sao mà không thấy chấm chiếc gì hết trơn trời, đơ à. Và ra 35 thì đứng đơn, cái trong cái mớ quần xíu hàng lẻ nó lên đi, để lên được ừ. Cái này nãy đang chi chốt à, cái này xe 35k luôn nè, xe 48 nè, xe 29k luôn, cái gì giang phan khá một cái bà ra, cái gì giang phan khá một cái bà ra, con này xe 29k luôn, xe 48 29k và xe 48 nhé. Thấp kia đi miệng phải cái dưới đâu nha, lên mã xe 29k và xe 48 và ra dịch Thanh Nguyễn luôn, và ra dịch Thanh Nguyễn 29 cho chị Thúy Nguyễn không giấu, Thúy Nguyễn không giấu em bị dơ xíu phần dưới này thôi, cái này dơ xíu phần dưới thôi, lên con này lên dùng đi, con này lên mã tặng 19, cái này bị mà sao thấy hàng hòn biết chứ ta, cái vô đi chiều cắt ra hết luôn, tối xe luôn đi, con này 19k cái gì tiếp trần, cái gì tiếp trần luôn, 19k gì tiếp trần, 19 cái gì tiếp trần, còn cái cặp này cái quần này là tại em lên sale cho em luôn, tương tác với chị em mình ơi, để biết chị em mình còn fan like không ơi, giống như là mình nên là tính lắm luôn này, con cái đi 45k, 45k để tối cô tối cắt, con này đi 45k luôn, chị nào lấy cái này lên mã 45k và size này chị em mình 52 đổ về chị em cho ok, lên mã 45 con này quần kaki nhé, à 49k sorry, lẹo bộ hàng hãng em còn, hãng em còn mấy mã đó nhưng mà rất rất thương con cá chứ bác, lên luôn chị em mình bộ con này 49k và size này 52 đổ về là chị em cho ok, chúc mã 49 nhé chị em mình nhé, học này là cái gì, đuổi có, mì có, cái gì cũng có trong này, này chị em mình nhanh tay con này, những cái này thứ còn sót này, cái này hàng em sót lại, con này đuổi em sale luôn chị em, đúng chính cho chị Ngọc Cương, Ngọc Cương con này ống bo đuổi mà sao này xe nhỏ như chị em mình đâu, bác tặng chị em con này 35.000 luôn, xe 48 đổ về 35k, tâm tâm à, con này hồi nãy mới nói xong bao nhiêu, 35k nhé, đây mã trắng 35 của chị Giang Pha, còn quần 35 là quần nào trời, quần 35 là quần nào, quần dài này em sao chị anh 49k này, size 52 đổ về, thôi chắc đuổi xước nha, đuổi xước đuổi xước đuổi xước, sale luôn chị em mình con này, giá lên luôn chị em mình là 49k nhé, đây mã tròn 49k là ok, cái cọc này là hàng em đã like qua rồi, rất mẫu lại cái mở ra nó tặng luôn, dài cho chị Tuyên Nguyễn này, dài Tuyên Nguyễn, ôi trời ơi, hàng này bao nhiêu tiền ta, một cái CM, cái CL, hàng em sale 79k, hàng này lưu ý người ta may like kiểu làm like kiểu này không may like nha, thì đó Hiến, tí
tiếp lên bùi cái xong cái ấy. Cái này có cái CM, cái CL. Bà ra em qua mẫu rồi. CL này 57 đổ về là vô tư luôn nè. Thôi cái này chị Hà 40k lên. C49k luôn. Cái này 49k, cái này dòng da cá tàu nhá. Da cá tàu quần này chị em mình nè. Theo chị em mình con này 49k luôn, ai nhanh có. Da cá tàu nha. Ai tên gì? Ờ chị nói đi lại dùm chị, nhà chị có tan đó. Cộng thêm tiền ship không? Nhà chị có tan. Đi lại rồi đúng không? Ờ đi lại rồi cái nó bỏ ra đi. Cái này được hai quần 49k thì ti ti luôn. Ti ti luôn nó đi. Chị Hằng Phan nó bỏ cho chị đi lại đi. Con này bị dơ xíu, con này là dòng gió giả. Gió giả cái này bị dơ xíu, cái này dơ gì em còn cào ra được. Xe 52 độ. Gió giả nhá. Con này tặng 29k đừng bị dơ xíu. Cái này quân lai rõ luôn nhá, xây mờ 29m. Chút mã 29m luôn dùng em nhá. 49cm em hết rồi chị Giang Phan. Những cái này là em đã like qua rồi. Lại có cả quần công sở này cục trong hết rồi. Thì Văn có đơn chưa ta? Văn có đơn rồi đúng không? Ui trời ơi. 29k bánh mì xây 50 thôi. Ai nhanh có. Con này em đây luôn chị em 59k luôn. Váy mì nhá. Thùy Văn em. Thùy Văn 59k nó bằng một con quần đùi trước mắt. Váy mì nha, quần váy mì size 50, size M nhưng mà form này không to, 59k mà chạy là chạy mì hàng luôn. Cái này là mì hàng luôn nhá. Lên mã quần váy mì, sale luôn trẻ mình con này giá lên trẻ mình 59k có một. 59k có một nhá. Thì nào lấy ra váy mì lên mã váy mì luôn dùng đi. 59k. Nó chủ yếu là khi mà cho chị Thúy Nguyễn rớt mẫu ra là em còn lại chủ yếu là size nhỏ chứ không có size to. Trời ơi, mì tàu luôn. Size 50. Trời ơi, thiệt ơi. Quần váy 59k con nào luôn. Lên mã nút size 50 độ về. Cái này đẹp quá nè. Tao sót lại con này đẹp quá nè. Nha, lên mã quần váy size này 50-52 độ về chị em chốt được. Cái này size S nhưng mà hàng này hàng giả nhá. Này, con này đẹp lắm luôn. Nha, lên mã nút luôn dùng nguyên. Đằng sau là dặn quần này. Quần váy hoặc lên mã nút 59k con này. Con này đẹp lắm nè. 59 nha vô. Con 59k gì ti ti. 59k gì ti ti. Cái này là hàng đóng nút lại. Cái này bán tặng đi. Lên luôn dụng mã này là mã bé luôn dụng đi. Size này dưới 40 cái độ về quần lông nhé. Tặng 19 đi. Quần lông này. Cái quần này thì trong năm em chạy nhiều. Lên mã quần lông 19k luôn. Chị nào lấy quần lông 19 chút mã quần lông 19k là ok đó. Thì cái này là lẻ tải hết các chị em mình. Quần lông 19. Chị nào lấy quần lông 19 comment lên luôn dụng đi nhé. Này sót ra một cái vét này. Bóc vét này. Quần lông. Chị Thùy Dung. Sót một con bóc vét. Hả? Ở Thùy Dương. Bóc vét size 2X. Con này vải của nó là vải Vitex thôi. Vải Vitex thôi. Cũng là hàng Quảng Châu ấy. Cái này em xem luôn trẻ mình 59k. 59k nhé. Lên mặt khoác 59k là ok. Khoác 59. Chị nào lấy khoác 59 comment lên luôn dùng là ok nhé. Khoác 59k. Phải chị Thu Nguyễn 59k. Còn quần riêng trắng à. Riêng trắng em hết rồi. Hết riêng trắng rồi chị ơi. Con này là mì lách riêng. Hàng này em đang đi 79k. 79 hay 85k này. 79 hay 85k và xe 52 nhé. Cái này em sale luôn chị em 65k luôn. Mì hàng lách riêng. Mì hàng nha, chuẩn mì hàng nha. Lên luôn dùng em nè. Không thấy rõ à. Kéo cái cây ra dùng em xíu gì. Cái ra xa xíu nữa. Rồi, được rồi. Con này là mì hàng nhé chị em ơi. Hàng giống nó xinh. Có bộ dài tay lụa. Bộ dài tay hôm bữa em sale mấy 89.000 kia. Bộ 3D á chị. Con này sale 60 65k đi vô. Con này nãy đi 55k rồi. Mình đi con này. Con này lên mã 33, 30 thôi. Cái này 58 độ về thôi. Con nào giống quần chính tắc nhé, 49k luôn. Nha chị nào lấy cái này lên mã 49k luôn dùng là ok. Quần ấy hồi hôm bữa em lên rồi đó. Em sale đó. Em Nguyễn Hồng Lê đi ra không nhận đơn à. Quách Anh này đi. Nhắn tin hết lại thử gì.
hỏi lại khách thì chính xác. Cái nào mà nhà em chốt đơn xong là đãi đơn hết rồi chị nhá. Cái này để hỏi lại khách thử nè, chính xác phải là bom hay là như thế nào đây nè. Đã xả. Cho tiếp tục lẽ đi chị nói. Rồi có mấy bộ lanh này em sale mất luôn à. Quần lẻ tẻ, áo lẻ tẻ trong lên luôn. Bộ lanh hàng công ty nhé chị em mình ơi, size 55 đổ về. Có 3 bộ, 55 đổ về hàng này có size đó. Lanh này chắc mướt mượt mượt luôn chị em mình nhìn nè. Chị hàng luôn dùng nguyên nè. Lanh Gia Huy nhé. Cái này đang sale mấy tiền ta? Sao mấy tiền thường hà? 7 mấy nghìn, 75 nghìn. Size này 55 đổ về nhé. Lên mã rô đỏ có mấy bộ thôi? 3 bộ, 4 bộ. Size 55 đổ về cho size 2X. Cái này nó không đánh không đánh size F nha. Cái này em đi luôn chị, em sẽ 69k đi, 69k luôn nhé. Chị nào lấy mã này lên mã rô đỏ có 4 bộ thôi. Sale 69.000 cái bộ này. Bộ này là bộ lanh Gia Huy nhé. Xem like tương tác lên luôn dùng nguyên xứ chị em mình ơi. Sale luôn chị em mình. Giá này là giá sale trên like thôi chị em mình nha. Đừng nhận hàng về xong chạy lên nhà bảo là em bán giá 69k là không bán đâu. Nó trên nhau nghìn em cũng không bán. Đấy, kiểu em là như thế, có trên nhau nghìn em cũng không bán. Giá bình thường của em là em sale 75, 79 gì đấy. Cái này em sale chị em mình 69.000 nhé, có 4 bộ nha. Đi luôn cho nó gọn đấy. Chị nào lấy cái này lên mã lanh đỏ 49k là ok. Lanh đỏ 49 cho chị Thảo Lam bộ. Thảo Lam bộ 69k. 69k nhé. Bộ hoa cúc này còn bộ. Bộ hoa cúc này còn bộ. Size này size to. Size 60. Lên mã hoa cúc sale 69k luôn. Cái này rất mẫu là ít nè. Lên mã cúc luôn dùng con bộ sale 69k nhé. Chị Thảo Lam có rồi đúng không? Lên mã cúc size 60 độ về. Nó là hàng lanh công ty mà đi giá này thì rẻ quá. Còn 6 đường bộ thôi nè. Lên mã cúc size 3. Size này chị em mình đến dưới 60 là mang ok nhé. Lên mã cúc cam sale 69k. Chị nào lấy cúc cam lên cúc cam. 3 bộ này. Cúc trong nguyên cái bộ bộ lụa mà nguyên sale dài nguyên sale 89 gì nữa. Lên mã bi này size 3 luôn. Bi này size 3 luôn nhé. Size dưới 60 là chị em mình cho ok. Em đi luôn chị em mình bộ này với giá là 69k luôn, không cần chọn màu đó. Cái này sale không chọn màu, còn mấy bộ sale luôn không chọn màu. Nha, size 3X chị nào lấy cái này lên mã bi luôn dùng nguyên nhá. Size dưới 60 là chị em mình cho ok. Là lanh hàng Gia Huy nhé, hàng đẹp đó chị em mình, đi 69k luôn, còn vì còn được mấy bộ thôi. Nha, chị nào lấy mã bi hồng lên bi hồng 69k. Vô nhà nguyên mua áo phong mua bộ thì nó rẻ hết sức rẻ luôn. Nha, ai lấy bi hồng nữa lên bi hồng 69k luôn dùng nguyên ok nhé. Đây này. Bộ lụa. Bộ lụa 3D cái này em còn ít. Bi hồng cái gì xinh phan luôn. Xinh phan luôn. Bộ lụa 3D nha. Size chị em lấy 60 mang ok cái bộ này luôn. Mà em nói hàng này là hàng em chạy 49 tao quên lộn. 149.000. Bi hồng 55kg hơi rộng đó. Hơi rộng nhé chị nhé. Cái này size 3. À đây đây đây. Cái này size L, size nhỏ này. Để đi coi. Size L là size nhỏ rồi. 50. Thôi lấy cái bộ này size 3. Còn hai bộ này size dưới 50 nha chị em. Còn hai bộ bi hồng size dưới 50 chị nào lấy bi hồng. Mang cũng được. Bộ lanh thì mang nó rộng rộng cũng được chị ok thì lấy. Size dưới 60 nhá, bộ lụa sam. Bộ lụa sam áo dài tay và quần dài luôn. Thì hàng luôn dùng nguyên. Cái này đẹp lắm. Em xem gọn luôn chị em là 89k, cái này chị em không chọn màu toàn màu đẹp thôi. Quần của nó là quần màu sậm 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 hết nhá chị em nhá. Size 60 đổ về và hàng hàng sam xịn luôn. Sale luôn chị em mình bộ này 89k, chị nào lấy cái này lên mã sam dài 89 là ok, còn được sót mấy tết. Còn được sót mấy bộ nhá. Lên mã sam dài 89k là ok nha chị em mình ơi. Nha, đang còn xem like đó không chị em mình ơi để biết nè. Trời ơi. Cái kim chi Nguyễn luôn 89k, bao rẻ luôn. Em nói thật sự luôn. Giá em chỉ bán trên like nhá. Đừng có mua hàng xong cái là lên bảo là cho thêm bộ dài bộ này bộ kia không có giá 89.000 nữa chị em mình á. Lên mã dài luôn. Chị xin phan bộ luôn. Xin phan bộ luôn. Cưng dễ sợ.
Bà đi 89.000. Cái này là còn rớt mẫu lại là em sale thôi đó. Nhá, chị nào lấy mã dài 89 là ok. Em không lên đồ bé đâu chị ơi, không lên đồ bé nha, chứ nó không lên đồ bé. Nha, 89k bộ sao này size 60 ok luôn. Nhìn cái con quần này. Hàng này hàng 149k đó. Nhá, chị nào lấy cái này lên mã dài 89 là ok. Dài 89, dài 89 nha. Cặp này còn rộng này. Cái gì thanh tâm. Con này mấy chị em đúng chứ con này chạy gì hết. 49.000. Size 55 đổ về quần sung nhá. Sung 49k nhá. Con này hàng hàng quần ngố không người ta ta đã đi chị em mình 79k rồi. Đi chị em mình nói con này 49k lên mã sung 49.1. Sung 49.1 nhá. Chị nào lấy sung 49 có sung 49k là ok. Sung 49.1 con. Cái gì dịu lên. Dịu lên. Ở bên này nó nhảy đúng không? Thấy được đúng không? Ok rồi đó. Trời ơi. Cái này ai nhanh có nè. Size 52. Size 52 đổ về là chị em cho ok. Lên mã váy hồng. Cái này em sẽ nói chị em 59 cao luôn. Cái nào chị em có áo trắng mix lên sát đẹp lắm. Lên mã váy hồng size 10 59k. Cái này có một nhé. Lên mã váy hồng. Váy hồng 59. Chị nào lấy váy hồng 59. Chút váy hồng 59. Váy hồng 59 có một nhé. Chị cần chị kim hoa. Con này mì. Mì size 50 nhé. Quần váy mì size 50. Cái này em đi chị em 59k. Quần váy mì bán bằng con quần đùi á, nhưng mà mì này mì đây đỏ luôn. Size S nhé, size 50 đổ về chị em cho ok. Cái này có một 59k. Cái này size S nhé. Cái này xinh lắm chị em. Quần váy chắc u mì 59k luôn nha. Lên mã quần váy size S. Chị nào đó quần váy size S chúng ta luôn dùng nguyên con cách XL nữa. Này 59k size 60. Con này size 60. Cái này chị em mình nhanh. Đẹp lắm luôn. Quần váy size XL nhé. Đẹp lắm. Vải con này miên man luôn nha. Lên nặng. Còn bao nhiêu view hả Du? Có 40 mấy view à? Có 40 mấy view thôi à? Chào ơi. Chạy tì tì. Mà sẽ phát thêm một chút nữa. Chạy tì tì nè. Chị chia sẻ chút nữa nè. Quá à? 59k. Có 4 mấy view. Chắc view quá là khó lên hàng lắm. Cái này hàng còn lẻ tẻ thôi chị ơi. Cái này là cọc em còn lẻ tẻ em đi giá này thôi. Chứ còn cái này size S. Cái này 48-50 gọi đổ về chị em cho ok. Cái này là vải không phải là vải mì. Nhưng mà chắc của nó là Vitex. Cái này em sale chị em mà nó 49k luôn. 49k con này luôn nhá. Lên mã S 49. Cái này là Vitex chị em không phải là mì nhá. Lên mã S 49 váy xòe. Váy xòe S 49k. Còn cái này toàn lẻ tẻ thôi nè. Quần váy này size L. Size 55 đổ về. Hết rồi chị ở khách chốt rồi. Cái này 55 đổ về. Ui đẹp lắm. Lên mã L. Mì này là toàn bộ là mì tàu hết. Mì đây đỏ hết. Cái này con cái size L. Lên mã L 49k nhé. L 49 con cái. Chị nói L 49. Còn L và S 49k. Em nay em luồn vào trong cái bao luôn cho nó ấy. L 49. Cái trần thì kim thoa. Trần thì kim thoa. Cái nào nãy xe bao nhiêu tiền ta? Xe 33, xe 60. Con này nãy em xe 49k lắm chị. Lên mã 33 nhé. Cái này là mì tiêu. Mì muối tiêu nãy chị nào chưa có lên. Xe 60 nè. Xe luôn chị em con này 49k nhé. Con này lên 49k có một cái. Chị nào lấy 49 lên mã 49k là ok với chị em mình nhé. Muối tiêu ấy. Quần cái gì văn cao. Quần chị văn cao. Con này xe 57 đổ về là chị em cho con này đẹp. Dán này dặn. Dán quần legging năm mông ấy. Dán quần legging. Cái này em sale chị em mình nó luôn. 49k luôn. Rẻ hơn con quần lỡ. Mì tàu đẹp lắm luôn ấy. Bước mượt luôn. Theo nhé. Lên luôn dùng cái này. Size này cho chị em mình tầm khoảng 57 đổ về là chị em chốt. Cái hàng này hàng 101 cái.
đây luôn chị em mình là 49k đi, chứ ngoại 49 là ok nhé. Comment lên nào 49 nhé chị em mình nha. Chị nào đi làm công sở bắt hai con này cho chị Nguyễn Ngọc. Con này sao chị em mình 55 đổ về là chị em chứ ok. Tên mà công sở, nhưng mà công sở này công sở mì này. Hàng này là hàng hồi em đặt số lượng nhiều mà chạy đặt may không á. Hàng này toàn hàng đặt may không á. 65k con nào luôn. Chị nào đi làm công sở thay vì là mang quần công sở mà vi cáp nó không có giãn. Cái này là có độ giãn luôn nhá, mì tàu. Nên mà công sở luôn dùng nguyên. Công sở luôn dùng nguyên nhá. 65k con này. Công sở mì nhá. Hàng này hàng đặt cái chị em mình. Cái mã 65 công sở 65. Bộ thun 99k là bộ thun gì chị? Nhà mình có bộ thun gì 99k ta? Thế rồi nhá, lên mã này mã công sở, cái này em sale luôn chị em là 65k luôn. Cái này còn bị bong một cái nút rồi. Con này bị bong cái nút rồi, em này em sale chị em 49k luôn. Sale 58 cho sale 2x nha. Lên mã công sở, cái này chị em mình chỉ cần đóng một cái nút này vô thôi nè, 49k luôn nha. Lên mã 49k luôn. Cái này có 1 cái, chị nào lấy mã 49 chút mã 49k là ok nha. 49 có 1 49 có 1 thấy cho chị Nguyễn Ngọc. Cái này bán tặng luôn. Ủa, quần giãn á, kim sa. Cái này tùy con cái thôi. Xe 52 lên lại kim sa nhé. Bộ thun còn gì đâu ta. Bộ thun còn bộ thun đùi á. Bộ thun đùi hàng ấy. Hàng 8 con này 49 cao luôn, quần gió giãn nha. Size 52 đổ về con này đẹp lắm này. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên cái mà cái bộ xịn á. Bộ xịn mà gấu á. Phải không? Nên mình size 99 cao thôi. Gấu vàng á. Không phải đúng không? Bộ nó cả 89, 85. Chứ cái bộ nào size 99 cao. Cho cặp này. Tự nhiên ngày nào vui á, ngày nào vui sale thôi. Nhiều khi không nhớ giá luôn. Bán cho vui. Cái này gì? Áo khoác là sót được hai cái áo khoác size à. Size M với size L. Kim sa có quần 49. Cho gì Phương Dung Nguyễn đó. Phương Dung Nguyễn. Hay còn mấy cái bỏ lên size cho nó gọn hơn. Trời ơi. Phải con này nó đã lắm luôn. Ai nhanh có. Đây mã khoác hồng dùng Nguyễn. Con này xịn quá nàng. Hay là giữ lại mang cá nè. Em biết bao nhiêu cái rồi. Cái này còn hai con nhé. Một cái size M, một cái size L. Em xem con trẻ mình 89k luôn. Một M một L chứ. 52 với 55. 89k con này luôn. Hàng này hàng xịn luôn ấy. Phải con này đã lắm. Hàng gió giãn nhé. Gió giãn nha. Lót trong nó cũng xịn luôn. Xe con trẻ mình con này 89k được hai con. Một con màu size M cho 52 đổ về. Và size L chị em mình 55 đổ về là chị em cho ok. Lên mã khoác 89k được hai con chị em mình. Xe luôn cho nó gọn hơn nha. Lên mã khoác 89 là ok. Đừng cái size M và cái size L. M 52 và L chị em mình 55 đổ về là chị em chốt đẹp nhé. Xe 89k luôn cho nó bay nhé. Chị nào lấy khoác lên khoác. Con này quá rẻ luôn. Khoác 89 bỏ riêng trong cái hàng. Con này bỏ riêng trong hàng trong. Thế trần hàng xây mờ. Hàng lắp trong của nó chị em mình. Còn hàng xịn không á. Trong lưới mà lưới xịn nè. Cái hàng sổn sổn đâu. Thế trần hàng xây lờ. Còn con xây ấp xây mờ. Còn xây lờ nó lái. Xây lờ xay chị em dưới 60. Cái bộ này hồi nãy không phải sale rồi hả? Bộ mì dài này. Mấy hàng này em sale rồi à? Nè con. Con đổi à? Sao 80? Sao này xịt. Ở đâu ra đấy? Con đó. Con đó. Hàng này hàng bao nhiêu? 145.000 à? Ừ. 60. Lên mã mì. Nhỏ là đấy rồi. Nhỏ là đấy rồi. Sao 89 cao luôn. Bộ XL dùng nguyên nhé. Sao này chị em lấy 60 bộ mì hàng 145.000 đấy. Em sale nó luôn chị em mình bộ này với giá là
Chị đặt xong giá mấy? 8,9. 8,9 nghìn. 89 nghìn. Em đọc xong em quên mất cái giá đi. Con này size 50 đổ về. Con này là đuổi nhé. Cái này đuổi thường thôi. Tặng 29 luôn. Tặng 29 luôn. Đuổi vàng. Cái này đuổi thường thôi nhé. Không phải hàng xịn sò đâu. Bộ đó. Bộ 89 nghìn đấy. Kim Chi Nguyễn thích rời ra. Mì đó. Bộ mì. Cái này nguyên sale luôn. Dạ mình là 29k. Con nó là đuổi thường thôi nha. Hàng xịn sò đó nhé chị em mình đó. Con này kaki, con cái size 58, quần kaki nhá, nhưng mà dáng của nó là dáng boy này. Con này đẹp quá. Sale luôn chị em mình, con này hàng giả như thế này nè. Sale luôn chị em mình, lên mã kaki nhá, 59k. Những cái con này chị nào nhanh có thôi, hàng hàng này còn bộ hàng giá cao hết mà rớt mẫu lại là em sale hết cho nó gọn khó. Lên mã này là mã kaki nhưng mà giận nó hơi giống mì á. Ôi, chưa gửi file nữa. Đi luôn trẻ mình, con này 59k kaki. Với chị nào lấy kaki lên kaki luôn dùng 59. Cái mã này là mã tặng nhỏ luôn, dùng nguyên cái này chị em mua cho bé thôi. Nó tầm 48 đổ về là chứ ok, tặng 29 nhỏ luôn. Mì tàu ấy, chứ không phải hàng sổn đâu. Tặng 29 luôn nhá. Chị bỏ xuống đây, cái em mở lòng con này bỏ vô bao cho nó gọn thôi. Nó đã gọn. Rồi lên mã này là mã S. Thấy view cái vô. Bé gì Thu Hà. Cái này size 50 đổ về, cái này em đi trẻ mình 55 cao luôn, quần váy nhá, mì hàng luôn. Size 50 đổ về nhá, con này đi 55 cao luôn, cái này size này. Cái này nguyên mang cũng vừa. Tuyết thiệt luôn nhá, con này đi 55 cao. Lên mã 55 là ok nhá. Cái này là hàng rất là 55 cao luôn. Sale mãi không thấy thằng lẻ luôn. Chốt mã 55 là ok nhá. Con này size gì? Size XL rồi, size dưới 60, con này 59 cao. Những con này mà chị nào 60 kg không chốt ra bị phí. Quần mì xịn luôn. Mì xịn nút nhá, quần dạng quần giả váy á. Đằng sau là quần này, size XL. Nha, lên mã XL 59k có một cái. XL. Quần có mình. Quần có mình bóng không chị là sao? XL chị người từ 150. Quần có mình bóng không là lưng như thế nào, không có hiểu được. Không có hiểu nha. Con này hôm bữa xe máy ta. Con này cái nút nó bị ấy. Sao 29 cao luôn. Dặn quần quần riêng giấy á. Váy mì hết. Con này dặn quần riêng giấy chị em nhá. Sao chị em 50 độ về. Sao 29 cao. Cái này riêng cái nút nó bị ấy xíu nha. Nhưng mà không ảnh hưởng mấy chị em mình. 29 cao. Cái này chị Vi Phương. Vi Phương 29. Vi Phương 29, coi có những cái bộ gì không phải sẵn. Có còn bộ gì, bộ thun gì ít ít đó chị hả? Không. Thôi, chị nói 8 giá đó, đâu còn giá nào đi xe đâu. Tiền vuông dài lắm đi đấy. Là nữa ai mà quần gái. Cái này em xem nó luôn cho trẻ mừng luôn nè, 49k. Hàng này 69k. Gấu nha, lên gấu 29m là gì Giang Phan. Lên gấu luôn dùng nhé. Con này em sale chị em 49k luôn. Cái này sót lại con thôi. Size này chị em dưới 60 là chị em chốt đẹp. Hàng 69k này. Đây mã gấu đen 49. Con cái cái hàng vải đẹp lắm nha. Đây mã gấu đen. Chị Duy Phương. Chị Duy Phương. Rồi lên mã LV. Con này có tông tàu. Có tông tàu cho 49k luôn. Lên mã LV luôn dùng luôn. Ok. Thì cái này thứ thì em còn được vài tháng. Tên mã LV size 60 đổ về chị em chốt ok nhé. Cái này nam mang được, nữ mang được. Và sale luôn như vậy mình, con này gọn luôn là 49.000 nha. Lên mã LV 49 là ok nhé chị em mình. Sale cho nó gọn kho thôi. Chốt mã LV 49. Bạn không được, không được làm thuốc nào. Không được nghỉ à? Đó. Thế đó. LV nhá, thì Thùy Văn. Thùy Văn, chị ơi đổ mã này đúng không? LV nè, cho chị Ngơ đổ nè. Đen đúng mã là LV cho em nhé. Sale xe cho hết chứ không là cái người không cho nghỉ. Lên mã bò dài. Bò dài, hàng này hàng thun thái đó. Bộ này bộ thun thái nha. Lên mã bò luôn, dùng nguyên là ok, quần dài nhé.
thun thái cái này 55 độ về. Chị nào gọn lên 57. Quần dài sale hàng 105.000. Lên mã bộ bò dài luôn, dùng 79k nốt luôn. 57 độ về nha. Nguyên sale luôn cho chị, mình con này gọn kho luôn rồi á. Chị còn trái cây trong đó kìa. Ừ, xíu nữa dầm ra thanh long đổ kìa. Thanh long xong đi chê với lại sò đổ kìa. Dầm ra. Hầu chốt đơn thêm 2 bộ xuất hàng bán 19kg. Ok. Ok. Chị qua cái nè, em gửi qua cái này soạn mấy cái bộ xuất hàng này. Còn một bộ xuất hàng đi. Chụp màn hình hồi nãy đâu. Chụp rồi. Có thể đi gửi file ở chồng một chút. Gửi file cho anh. Chào Nguyên, xin xin với chị em rồi nha. Rồi nãy cái gì ta? Rồi lấy mã bò luôn dùng nguyên nhá. Chốt mã bò luôn dùng nguyên. Em đi luôn cho chị em mình là 79 cao luôn. 28 không có gì Thảo My ơi, em còn size nhỏ thôi. Còn mỗi size nhỏ. Bò sale gọn cho chị em mình là 79 cao luôn. Bộ này bộ thun thái hàng 105.000 ấy. Không nói deal đâu, là đang chạy là 105.000 ấy. Còn mấy bộ này là em sale gọn luôn cho chị em mình 79 cao luôn. Wow. Sát này đẹp quá. Wow. Sót lại sát này đẹp quá nè. Nhưng mà 55 đổ về thôi. Nguyên nói riêng cái áo này nó cũng đẹp về trẻ mình, biết chân váy nó cũng đẹp, phải nó đẹp lắm. Tay của nó dơ dơ bồng bồng này. Lên mã sát, cái sát này em sale luôn trẻ mình 89.000 đi. Hàng này 125.000 đúng không? Sale luôn trẻ mình sát này 89.000, ai nhanh có. Lên mã sát 89 có sát thôi. Này tầm 55 đổ về hàng xịn hết. Riêng con áo này đã hơn giá này rồi. Nhá, 89.000 set này chị em mình nhìn cái tay của nó cũng đẹp. Hơi bị nhăn xíu thôi. Lên set 89k, giá này giá sale nhé. Set 89 có một set. Chị nào lấy set, lên set luôn dùng đi. Ui, bộ này dài tay à? Dài hết rồi người ơi, dài tay luôn. Quần ống ba form này 60 chị em mình mang ok luôn, 60-62 ok luôn. Áo dài tay, quần dài tay, nhưng mà cái này chị em mình để ý hàng thun thái. Phải thun nó vừa phải, nó không quá dài, không bị nóng nhá. Size 60 bạn mau ok. Đây mã xanh ngọc sale 79 cao luôn. Đẹp lắm. Nha, chốt xanh ngọc 79 cao luôn. Sale 79 cao luôn. Trời, hốt cái này ra giờ em đi 79 cao luôn đó chị này. Còn đuôi nè. Đâu? Đuôi đâu? Còn bộ đuôi nè. Ui, kiên kiên Nguyễn nè. Trời ơi. Xanh ngọc em biết đâu. Bộ này lửng nè, 55 trẻ mình nhìn cái phần quần má xịn xò lắm luôn ấy. Hàng này hàng thái, tung thái. Lên mã này mã lửng 79 cao luôn. Đây này 57 đổ về là chị em cho ok nhé. Xanh ngọc em hết rồi. Lửng này có một bộ thôi nè, chị nào lấy lửng 79 hàng tung thái yên tâm về chắc luôn. Hàng riêng bộ lửng là em đi trẻ mình 99.000. Bộ dài là em đi 105.000. Nói chung là giờ rớt mão lại cái này toàn hàng theo. Riêng cái áo không, chị em mình không cần lăn xăng tới cái quần. Riêng cái áo không rẻ hơn ngoài thị trường rồi. Một áo thun thái ngoài thị trường là 89.000 con. Em đi luôn chị em mình nguyên bộ này giá 79k nhé. Chị nào lấy lửng lên lửng 79k là ok nhé chị em mình nhé. Lửng 79 luôn. Chị nào lấy lửng 79 chút lửng 79 luôn. Ở đây còn một bộ dài nữa nè. Còn một bộ dài. Lửng thì thu hà. Bộ dài nãy thì Thùy Dương luôn. Đây bộ dài này hồi nãy chị Thùy Dương 79 cao luôn. 79 cao luôn. 79 cao luôn. Rồi lên mã tim lửng. Tim lửng nhá. Áo rộng phủ mông giấu quần. Quần này 50, form này 55 độ về, lên mã tim cam. Đẹp lắm. Chúc lên tim cam dùng nguyên nhá. Sale luôn cho dễ mình bộ này giá 79 cao luôn.
tim cam này, tim lửng nhé kẹo mà nó đẹp lắm. Riêng mà xếp 89 và lửng 79. Xếp 89 cho cô Yến Đỗ. Lửng hết rồi cô. Đây, cái Yến Đỗ xếp 89. Rồi nhá, lên mã tim cam, lên đúng mã luôn dùng nguyên nhá. Tim cam, em sale luôn kẹo mình bộ này với giá. Chị ơi làm sao em biết là mình bao nhiêu ký? Nhưng mà chị không có bộ lửng. Em đọc cái nào có số ký nào thì chị em mình nghe và chốt đơn, chứ em đâu có biết khách bao nhiêu ký đâu. Nghe rõ luôn dùng nguyên á. Cái này 55 độ về lên mã tim cam. Nghe rõ số ký và chốt đơn luôn dùng nguyên á. Chốt mã tim cam luôn giúp Nguyên là ok. Nguyên đi luôn cho chị em mình đã. Đây một con. Wow. Thì cái này chị trả Nguyên luôn. Chúng ta cho này. Chúng ta cho này. Cô tay lắm, cái này mà đi 89, à 79 thì rẻ quá. Quần ống bo, quần dài. Trời ơi, xinh lắm. Cái sáng này chị em tầm 55 độ về chị em mình nhìn nè. Quần của nó là quần ống bo nhá. Áo của nó là áo cam lửng như thế này. Trời ơi, sáng này đi 79k thì không hốt hốt cái gì. Cái này khách không chốt chịu trả Nguyên. Cái này cưng lắm. Lên mã này mã lửng cam đi. Quần dài ống bo á 79k luôn. Con này là quần dài ống bo nó 79k chị nào lấy thêm luôn gì đi. Cái này quá rẻ chị em ơi. Được con thông thái này. Cam chị người tình 5 năm có vừa không đấy chị ơi. Áo lửng nha. Áo là áo lửng đó. Ok hạn chốt nha. Cái này Nguyên có 1 cái. Có 1 này. 55k luôn thái 779. 779 nhé. Đi 55k chị nào lấy mã 55, chút mã 55 luôn dùng nha. 55k nhé. Chị nào lấy 55 thì lên 55. Rồi lên luôn cho mã dài ca. Trời ơi. Áo cọc tay quần dài theo toàn bộ. Cầm cái bộ đồ nó giá trị. Bỏ qua cho chị Thu Hà đi. Bỏ qua chị Thu Hà đi. Không. Không đâu, em đọc cái số ký nào chốt ok số đó nhé. Cái này thì vào. Cái này thì 5758 ok, treo ok luôn nè. Cái mã này mã theo cam có 1 nhé. Chị nào lấy theo cam comment lên theo cam luôn dùng đi. Chốt theo cam luôn dùng đi nhé. Em đi luôn cho vậy mình là 79k luôn, theo cam. Đẹp, rẻ đẹp. Hai con thái con to. Lên mã tim xanh. Áo 55 cho cô Yến Đỗ. Áo 55 cho cô Yến Đỗ. Lên mã tim xanh, cái này phong phủ mông dấu quần. Cái này chị em mua này, xong mua con quần đang mông nó ra. Khối sát đẹp lắm. Xeo nó chị em 49k luôn. Lên mã tim cam và tim xanh. Xeo 49 con này nhé. Tim cam và tim xanh xeo 49 nha. Chị nào lấy tim lên tim luôn dùng nguyên phong to với chị em mình. Con này phủ mông dấu quần luôn. Đó là những con thái phong to này toàn hàng chạy chị em 60.000. Xeo chị em nó 49k luôn. Lên mã tim cam và tim xanh 49. 49k một em nhé. Ra chị nào lấy tim lên tim luôn dùng nguyên 49k nhé. Cái này em bỏ chung hai cái vô một cái được sáu có con bỏ hai 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 cái cô chồng ba cũng được nhé. Rồi lên tim cam luôn dùng nguyên ok toàn bộ đẹp thế này mà. Rồi lên luôn chung mã này là mã theo, quần này quần ống bo, ôi đẹp chứ. Toàn bộ cái này 57 độ về, càng còn xem like được không chị em mình ơi, để lên tiếp nha. Để lên tiếp bằng sale chứ đứng đơ là lên đi lên về mệt lắm. Nha, lên mã theo cam luôn dùng nguyên là ok. Theo cam nhé, toàn bộ theo cam. Đi luôn chị em mình bộ này với giá là 79k mà không mua cái này hơi bị phí. Thiệt tình luôn. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùm em. Dạo coi có cái bộ nào lẻ tẻ lên lên. Theo cam đi cái này thì nên chốt nha, cái này em còn có lượng tập bây giờ view ít ổn này. Theo cam kìa, theo cam thì Thảo Nguyễn. Còn theo cam đây này.
không vừa. Cái này của nó là quần ôm nè, con quần ôm nhé. Và áo côn rộng phủ mông giáo quần. Cái này 55 đổ về, quần ôm nha. Và toàn bộ chữ này chỉ theo đi chị em lụa này 79 cao luôn nhé. Bộ vàng sao nè chị ơi. Con này lên ông dùng mã này là mã gì trời. Mã chữ cam đi. Chữ cam nhé, theo hàng này hàng xịn sò lắm. Lên mã cam theo luôn dùng nguyên nhé. Cam theo. Đây còn bộ nữa nè, lên mã gấu luôn dùng nguyên. 55 đổ về nhé. Con áo thì vô tư 62 nhưng mà con quần là gọi là quần ôm. Tên gấu luôn dùng còn bộ sale 79k nát luôn. Trẻ. Nhá, chốt gấu luôn dùng nguyên là ok nhé, còn một con gấu. Còn một con gấu, chị nào lấy gấu lên gấu. Rồi bộ chứ là sale cái đống đó đi đó. Còn một cái áo dài tay mất tiêu rồi, còn áo dài tay rồi. Rồi nhá, lên mã hoa vàng luôn dùng nguyên. Cái này mang đã cái kiểu cái này bị dơ xíu rồi ơi. Cái này bị mục vẹt này. Sale luôn bộ này đi. 79k. Lên mã 59k, cái này bị dơ xíu này chị em về giặt được nhá. Sale 55 đổ về, lên mã quần vàng là ok. Sale 59 nhá. Xong. Lên cho chị em mình cọc áo xịn. Có được từng nải cá nên là em sale lát luôn. Hàng 280 nhá. Khoác xịn. Lên mã khoác xịn cho nguyên đi chị em mình ơi. Sale tiếp. Nhưng mà còn có một cọc nữa thôi. Tôi đang còn xem like đó không cả. Đây mã khoác xịn luôn dùng đi. Chữ can cho cô ý nữa. Trời ơi sao gì đây. Size L 52 đổ về. 52 đổ về. Hàng 280. Hàng 280 nghìn với chị em mùa nó. Đằng sau này. Toàn bộ theo đằng sau này. Con này size 52 đổ về nhá. 52 đổ về, cái này em lên chị em 125 nghìn thôi. Hàng 145 nghìn. Hàng này 145.000, sale nó luôn chị em mình 125.000. Cái này hàng dài lắm. 52 đổ về. Lên mã này là mã 125, màu cam. Màu cam này cam gì không bạn được. Không cho nghỉ đúng không? Không do được. Đang trời nắng mà đem quần dài ra bị em sale. Chơi khó. Chơi khó nghe mà. Nha, rồi lên luôn dùng con này 125.000. Hàng này hàng 280.000 nha, con này hàng xịn lắm. Theo đằng sau 52 độ về thì em chốt cái theo chị em con là 125 nha. Thì nào lấy cái này lên mã khoác xịn 125 chị Duy Phương. Phương Nam tây mờ cũng hết rồi cho chị Duy Phương con này. Cái này em lẽ tẻ còn con cọc rồi Duy Phương con này 125.000 luôn. Cam nó còn con, cam nó còn con tây mờ tây 50 độ về nha, cam bờ luôn, size 50 đổ về chị em cho ok. Hàng 280.000. Nha, lên mã M. Cam M nhé, có một cái cam M, chị nào lấy cam M lên cam M. Nó còn cọc nè, em xem luôn cho nó gọn thôi. 8 8 size M, size L. Chị Duy Phương bắt đồ đi, chị Duy Phương. Con này mà nhận hàng về là các sẽ hỏi thêm đảm bảo luôn ấy. Rồi lấy 8 con dùng đi, lấy 3, lấy 1 màu nữa thôi, còn màu này để tốt xem. Nhiều ít quá. Rồi nhá, lên 8, ML, XL, cái này còn đầy 1 ri nè. 125.000 luôn. Nha, chị nào lấy 8, lấy 6 con dùng đi, ML, XL, 3 xa. 125.000. Nha, chốt lên 6 con dùng là ok với chị em rồi nhá. Cái này còn chị Duy Phương có. Chị Duy Phương có rồi nhé, cái này một bộ đùi này. Cái này em đi với em mình là 79k. 79k đùi xuyên thái. 79k đùi thái. Chị em mình nói size này size chị em đến 60 nè. Nha, lên mã đùi thái. Size đến 60 là ok nhé. Mấy giờ rồi? Mình lai được 2 tiếng rồi. Bộ này em xem luôn chị em là 69 à, 79k nhé, 79k. Nha, lên mã đùi 79k là ok. Khoác XL có màu ghi đó. Khoác XL có màu ghi đó cô Yến, đẹp lắm cô Yến ơi. Rồi có cái màu gì đầm đầm á, màu không phải. Màu màu không phải, màu đỏ đô á, màu đô á, đẹp lắm, màu đô nó sang. Đó.
nó màu đậm đậm không cơ. Có cái màu này là cam đắc ấy, lấy đi cô Yến kìa, đẹp lắm luôn. Màu gạch. Có màu này là cô Yến là sẽ ít lồn. Cô Yến lấy một chút, đẹp lắm. Bộ đùi nó 7-9 sao. Cô Yến lấy cái này đi, đẹp lắm cô Yến ơi. Cái nào mà hàng xịn xò, cái này là toàn hàng xịn xò quá. Bộ đùi này nó treo dẻ mình 6-9 sao một bán. Cái này dành cho bé chị em mình nhá. Cho cô Yến cái này đi. Cho cô Yến lỗ cái này đi. Bộ bé cái này size dưới 40, cho 69 cao luôn. Bộ bé không hả? Quốc Nam lên hết rồi. 125. Cái này cho chị Hồng Phụng. Cái này cho chị Hồng Phụng luôn. Ok bé chị Hồng Phụng. Ở dưới này bỏ gì? Ở dưới này quần thật. Cái bộ này bỏ lên xe luôn. Cái này em bán tặng bộ này luôn. Cái này em còn mấy bộ. Bộ này lên mã bộ lỗ dùng em nhé. Con đành được chục bộ em bỏ lên bán tặng luôn chị em mình luôn. À, cho nó 59 rồi đúng không? Cái này em còn mấy bộ và 55 đổ về chị em chốt ok. Hàng này ở trong của nó là toàn bộ quần của nó là có lót hết nhé chị em mình nhé. Hai lớp. Riêng quần của nó là hai lớp nhé. Thay 55 đổ về. Thay mã tặng bộ luôn. Tặng được chục bộ. Sale nó luôn chị em mình vừa này 45 cào. Cho nó bài nhé. Vải đẹp lắm chứ không ăn sổn sổn đâu. Vải đẹp. Sale 45 cao luôn. Chốt mã bộ lỗ cho Nguyên nhé. Lại tiếp. 55, 57 đổ về là chốt ok nhá. 55, 57 đổ về là chốt đẹp. Giá mắc lẹ. Sale luôn chị em mình bộ này giá 45 cao luôn. Phải được tiền nha. Chốt mã bộ 45 cho chị Nguyễn Thị Thị Tiên. Nguyễn Thị Thị Tiên một bộ. Tầm được chục bộ nha. Bộ này đẹp mà rẻ 45 cao. Còn lẻ lẻ nè em sale nó luôn cho nó gọn kho. Chị nào lấy chốt nhá. Làm mấy điều ấy. Buồn ngốt chứ chị. Thôi, nhiều ít này mất công lên. Rồi nhá, chị nào lấy bộ 45 lên bộ 45 luôn dùng em. Ok, còn mấy bộ đây. Trời, cái bộ này đẹp lên có đúng một chị, ba mấy chị cao mà có bộ chị. Một chị chốt á. Phí hàng gì á. Cái này bộ lửng này bán tàn nó luôn đi. Màu nào cũng được nhá. Màu nào cũng được, còn tập một chục bộ. Bán tặng luôn cho dễ mình bộ này tặng 35 luôn đi. Tặng luôn á, cho nó dứt luôn cái mã này nhá. Size 52. Size 52 chị nào gọn lên 55 nhá, tặng bộ siêu nhẹ luôn, dù mình tặng 35 luôn. Tặng 35 cái bộ này luôn, mà hẳn là lụa siêu nhẹ nhá chị em mình, nó không phải ăn sổng sổng đâu. Sale gọn luôn 35 cao luôn, không chọn màu. Size 52 chị nào gọn lên 55 tặng 35 luôn. Cho nó dứt mã luôn, cho nó qua mã luôn. Chút mã tặng 35 luôn, dùng em ok. Mấy cái váy nó gọn lại cho em, cho chị kia chỉ lên đi lấy. Dồn lại bao nhiêu cái cũng được, dồn hết lại cho chị lấy. Xe luôn chị em mình con này luôn. 35.000 bộ siêu nhẹ luôn, tặng bộ siêu nhẹ nhé. Chị nào lấy bộ siêu nhẹ 35 chút lên luôn, dùng em ok. Còn like đó không chị em mình, thôi ngưng nhé. Ngưng like chị em mình nhé. Chưa ít rồi. Phát like nhé, hẹn chị em mình cái like sau nhé. Hẹn chị em mình tối, chị em mình nói 7 rưỡi nha. Để rửa lên like sớm nha. Lan em còn đấy, đưa cho quý nữa. Lan còn. Chị còn mấy bộ lan đùi đen cho em lên đi. Bán tặng 49 cào. Còn hoa khóc rồi. Áp, tặng 49 cào, sorry. Tự nhiên 69.000 hàng, 69.000 hàng đại sao thì lên. Lẹo cái miệng. Nhưng mà còn hai mấy nhiêu thôi. Thôi ngưng đi để tối lên. Thôi ngưng đi chị tối lên. Em ngưng nhá, hẹn chị em mình lấy tối nha. Thôi ngưng để tối lên đi. Hết ra trẻ mừng luôn.
bye 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 bye.